Phi lưu tiểu thuyết võng độc nhất vô nhị ký hợp Động tiểu thuyết. Tống Mạng Từ hàng ngày phiên bắt đầu, trí Úc toàn thế giới xuyên việt đến Tống Mạng hàng ngày dung hợp thế giới, Giang Kỳ Tuấn quyết định đem kiếp trước chữa khỏi, trí Úc, anim, chuyển đến thế giới này. Bởi vì bị mắc mưa, cho nên những người khác cũng không thể che dù. Sau đó, trong Tống Mạng thế giới liền xuất hiện nhiều vị nước mắt đại ma vương, yêu chiến sĩ, bờ lây xưởng chiến lược đối tác. Hirakuka Shizuka. Nếu biết trước tên này làm anim nước mắt, vô luận như thế nào tôi cũng sẽ không đầu tư. Do bị tân kết y, tại sao trong anime tất cả đều là dao găm, Giang Kỳ Quân nói, dấu chấm câu cũng không thể tin được. Tuyết chi tuyết nải. Ta cảm thấy Giang Kỳ Tuấn rất thiếu hụt sinh hoạt thường thức, vì cái gì bình thường cả mạo, đều sẽ dẫn đến tử vong. Khán giả. Rác rưỡi Giang Kỳ Tuấn về sau đánh chết ta cũng không nhìn xem hắn tham dự chế tác anim. Mạng tiểu thuyết phi lương nhắc nhở ngài. Bản tiểu thuyết cùng nhân vật chỉ là hư cấu, nếu có giống nhau, chỉ là trùng hợp, chớ bắt trước. Chương 1 Rác rưỡi hoạt hình công ty Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Cho nên, cho dù là xin công ty phá sản, vấn đề lương bổng nhân viên, chi phí bảo hiểm lao động vẫn cần tôi bồi thường. Không chỉ là vấn đề nợ nần, Giang Kỳ Nhật Hòa còn đang dùng nhà của BOG để thế chấp, nếu như không thể kịp thời trả nợ. Chúng ta sẽ tiến hành bán đấu giá, đến lúc đó cần ngài phối hợp dọn ra khỏi phòng. Giang Kỳ Tuấn nhìn hợp đồng nợ nần chồng chất trên mặt bàn, lâm vào trầm tư ngắn ngủi, kiếp trước trong phim khoa học viễn tưởng kế thừa hàng tỷ gia sản. Cũng không có xuất hiện ở trên người mình. Thậm chí sau khi công ty nộp đơn xin phá sản, anh ta vẫn phải trả 31,5 triệu yên cho nhân viên của mình và phải trả lại cho ngân hàng BOJ. Một khoản nợ khổng lồ. Ở một mức độ nào đó mà nói, hắn coi như là một vị ức vạn phụ ông. Giang Kỳ đồng học ngươi hiện tại không có người giám hộ, nếu như cần xin công ty phá sản quá trình, chúng ta sẽ miễn phí giúp ngươi tìm kiếm pháp luật viện trợ. Nhân viên công tác ngồi ngay ngắn trên ghế, giọng điệu ôn hòa đề nghị, cũng không muốn tăng thêm áp lực tâm lý cho Giang Kỳ Tuấn sau tất cả học sinh trung học bình thường mất đi người thân đồng thời còn cần thừa kế khoản nợ khổng lồ đây là chuyện ai cũng không muốn đối mặt mấu chốt nhất giang kỳ tuấn bây giờ là khách hàng quan trọng của ngân hàng nếu như anh có ý nghĩ không thông vậy cũng có nghĩa là rất có khả năng sẽ có thêm một món nợ thối nát sau khi thông báo hoàn toàn công việc ông chú trung niên làm việc tại boj thiện ý nhắc nhở thực ra Điều 924 của Bộ luật dân sự, bạn Giang Kỳ có thể đi tư vấn luật sư để tìm hiểu. Được, ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Giang Kỳ tuấn trầm mặt nửa ngày, cũng không trực tiếp đưa ra câu trả lời chính xác. Rất rõ ràng nếu như mình tiến hành ký tên, gánh vác nợ nần, đồng thời căn nhà cuối cùng đều phải bị ngân hàng lấy đi, tiến hành bán đấu giá. Nếu cần, có thể gọi điện thoại ở đây. Nhân viên công tác cũng không có thúc giục đem danh thiếp để lại trên mặt bàn, liền mang theo cặp công văn rời khỏi văn phòng xã trưởng trống rỗng này. Nhìn bóng lưng nhân viên ngân hàng, Giang Kỳ Tuấn cũng rất muốn mắng cha. Hố cha tin tức thấy nhiều, hổ nhi tử. Còn để cho ta cho gặp, đợi đến vu lan bồn tiếc, chỉ định không cho ngươi đốt giấy tiền. Cho dù xuống địa ngục, ngươi cũng đừng muốn ăn ba món ăn. Sắc mặt Giang Kỳ Tuấn cũng không tốt, nằm trên sofa mềm mại trong văn phòng chủ tịch công ty hoạt hình GBS, nhắm mắt lại thả lỏng suy nghĩ. Chính mình cho xuyên việc giả mất mặt, thuộc về đúng. Trọng sinh đến tống mạng thế giới đã qua 17 năm, điển hình nhân vật chính bắt đầu, mẫu thân mất sớm, phụ thân là không đáng tin hỗn đảng. Gạt Giang Kỳ Tuấn, bị lừa mở một công ty hoạt hình, sau đó tất cả tài sản đều bị lừa đảo cuốn đi, thiếu nợ ngân hàng mấy trăm triệu có thể là cảm thấy không còn mặt mũi đối với Giang Kỳ Tuấn, vợ đã mất. Trực tiếp ở vịnh Tokyo lựa chọn xi măng để kết thúc sinh mệnh, đem tất cả cục diện rối rắm đều ném cho Giang Kỳ Tuấn, nếu không là hôm nay nhân viên ngân hàng tìm được trường học. Hắn thậm chí cũng không biết, cư nhiên bị cưỡng chế thừa kế nhiều nợ nần như vậy. Nếu như sau khi xuyên việc mang theo hệ thống thiết yếu treo ngoài, Giang Kỳ Tuấn cũng sẽ không phiền muộn như vậy, mấu chốt bàn tay vàng hắn cũng không có a. À ngay bây giờ cũng chỉ có hai phương án cung cấp cho hắn lựa chọn tìm kiếm các công ty khiếu nại để đầu tư tiếp nhận công ty hoạt hình gps và thay đổi ban quản lý để tiếp tục hoạt động nhưng điều này chỉ là mơ mộng hão huyền thật sự có tiền như vậy một lần nữa mở một công ty hoạt hình là được ai sẽ trả giá gấp mấy lần để trở thành người tiếp nhận ít nhất giang kỳ tuấn nghĩ mãi mà không rõ mà con đường thứ hai bày ra trước mắt đó chính là xin công ty phá sản, tiến hành thanh toán tài sản. Nhưng hậu quả cần phải gánh vác là, thanh toán tiền lương thù lao, bảo hiểm lao động của nhân viên, nhà ở sẽ bị tòa án thu hồi. Sau đó, mặc dù theo quy định về thừa kế nợ của Bộ Luật Dân sự Nê Ông, ông vẫn phải gánh khoản nợ tối thiểu khoảng 220 triệu đô la Mỹ. Cho dù lợi dụng thời gian sau giờ học trung học phổ thông làm công, hạn chế thời gian làm việc của trẻ vị thành niên đặt ở chỗ này có thể thuê phòng nuôi sống bản thân hay không cũng thành vấn đề căn bản là không có lựa chọn giang kỳ tuấn không nghĩ ra bất kỳ phương pháp giải quyết nào thông qua bức tường kính trong suốt nhìn công ty hoạt hình gps quy mô không tồi này một số trạm đã trống ba hai nhân viên công ty hoạt hình ở lại dường như hiểu rõ vận mệnh cuối cùng của công ty trạng thái của phần lớn mọi người đều không yên lòng còn về việc thay đổi hiện trạng kiếp trước chỉ là một hòa sĩ, kim chức lão nhị thứ nguyên giang kỳ tuấn, cũng không có kinh nghiệm phương diện này, cũng không có tâm tư quản lý công ty hoạt hình gần như phá sản. Công ty hoạt hình GBS thành lập cách này chỉ có nửa năm, không có bất kỳ tác phẩm hoạt hình nào, kế hoạch kịch bản thối nát thành biện hộ. Không thể trông cậy vào công ty hoạt hình nghiệp dư này có thể lật ngược tình thế chứ. Khi Giang Kỳ Tuấn nghĩ tới đây lúc, nguyên bản vẻ mặt mờ mịt nháy mắt biến mất dù sao không có bàn tay vàng tại tống mạng thế giới sinh hoạt 17 năm. Hắn thậm chí đều thiếu chút nữa quên, chính mình, người xuyên Việt, thân phận. Nhìn lại vấn đề căn bản của công ty hoạt hình đóng cửa, chính là bởi vì dây chuyền tài chính bị đứt, không thể trả thù lao cho nhân viên, không có cách nào chế tác kế hoạch hoạt hình mới. Không có kế hoạch hoạt hình mới, sẽ không có cách nào kiếm tiền duy trì vòng luẩn quẩn hoạt động của công ty. Điều đó có nghĩa là, chỉ cần mình đem kiếp trước bạo hỏa anim kế hoạch cho làm ra, sau đó tìm tại đại khí thô tư phương, chỉ cần có thể lợi nhuận. Ngay cả vấn đề nợ nần cũng có thể thuận lợi giải quyết. Giang Kỳ Tuấn làm phái hành động sau khi nghĩ tới đây, quyết đoán di động tìm kiếm hoạt hình bùng nổ kiếp trước, kết quả giống như dự đoán. Tuy rằng vị trí chính là tổng mạng dung hợp thế giới, nhưng là rất nhiều xuyên qua trước bạo hỏa anim, đều không có bất kỳ tin tức gì, thậm chí anim ngành công nghiệp chỉnh thể phát triển đều tương đối lạc hậu. Hình như có đầu mối. Sau khi xem qua đơn giản, Giang Kỳ Tuấn muốn dọn dẹp trong nháy mắt liền nhìn thấy hy vọng, chỉ cần kéo đầu tư, duy trì hoạt động, sản xuất bình thường của công ty hoạt hình GPS. Chính mình kia chưa bắt đầu đặc sắc nhân sinh, liền còn không có hoàn toàn chơi xong. Lợi dụng bản lĩnh của hòa sĩ gốc kiếp trước, đi theo con đường của công nhân bốc phát, làm ra kế hoạch hoạt hình mà mình hài lòng, có thể kéo đến đầu tư. Cái này không có tay là được. Sau đó, xuyên việt đến tống mạng thế giới 17 năm gian kỳ tuấn, phát hiện vấn đề chỗ ở. Chính là kiếp trước xem qua hơn 1.000 bộ anime, đặc biệt là tử hỏa hải, quỷ diệt loại này bạo hỏa ít, hắn cũng chỉ có mơ hồ khái niệm. Thậm chí nhớ lại cốt truyện cũng không thể làm được, chớ nói chi là làm ra kế hoạch hoàn chỉnh ngược lại là kiếp trước vô số bộ phim hoạt hình kinh điển về hệ trị liệu nước mắt giang kỳ tuấn thậm chí ngay cả nhân vật hoạt hình các loại chi tiết đều có thể nhớ lại xem ra chỉ có thể làm phim hoạt hình thôi đừng trách anh em không làm người nợ nần vấn đề nếu không giải quyết xong đời này phỏng chừng liền triệt để không có xoay người cơ hội rồi giang kỳ tuấn thở dài nhưng khóe miệng hơi dương lên đại biểu cho tâm tình làm các loại hoạt hình nổi tiếng kiếp trước khẳng định có thể kiếm tiền Đơn giản chia sẻ nhiệt huyết vui vẻ. Đây rõ ràng cũng không phải là tác phong của hắn, dù sao kiếp trước chính mình dầm mưa, xuyên qua đến tống mạng thế giới, còn có cơ hội chế tác xúc lệ an Giang Kỳ Tuấn cảm thấy. Rất cần phải trực tiếp xé dù, sau đó cho khán giả một chút chấn động hệ trị liệu. Sau khi kiên định tín niệm, hắn quyết đoán dùng máy tính xây dựng tài liệu quật mới, nhanh chóng gõ bàn phím đánh ra kế hoạch hoạt hình thứ nhất. Nát, Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động: Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 2. Kalanak, mục tiêu là chữa trị thế. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Đối với toàn bộ ngành nghề, Giang Kỳ Tuấn cũng không tính là đặc biệt hiểu rõ, dù sao hoạt hình kiếp trước bùng nổ, cơ bản đều là truyện tranh, tiểu thuyết nhẹ sữa. Phương thức lợi nhuận tương đối rõ ràng, chờ sau khi anime phát sóng sẽ đem lại lợi ích cho người qua đường, giúp tăng lượng tiêu thụ truyện tranh, tiểu thuyết nhẹ. Nếu như là IP lớn, chỉ là phí bản quyền, sản phẩm xung quanh đều là thu nhập không dám tưởng tượng, nhưng Giang Kỳ Tuấn muốn đi con đường liền hoàn toàn bất đồng. Vô trung sinh hữu sáng tạo, vậy cũng chỉ có thể dựa vào bản quyền phát sóng, đĩa CD. Clannad bộ anime này, nếu mọi người có thể, tiếp theo còn có thể phát hành game Gangnam cho dù không có biện pháp lên đài truyền hình. Chỉ là bán đĩa, bán trò chơi, hẳn là có thể giảm bớt áp lực tài chính. Chọn Kelnac làm dự án anime đầu tiên của JBS, Giang Kỳ Tuấn cân nhắc khá toàn diện. Nếu IP có thể bùng nổ, vô luận là trò chơi, xung quanh đoàn, lượng tiêu thụ tuyệt đối sẽ không kém. Mẫu chốt nhất. Bộ phim hoạt hình này phong cách tương đối cổ xưa, cũng rất có phong cách đầu thế kỷ 21 nếu dùng tiếng người giải thích, chính là không theo đuổi chất lượng tranh. Rất tiết kiệm kinh phí. Dù sao hiện tại GBS chỉ là một công ty nhỏ, nếu như là hoạt hình có chi phí đầu tư cao, tuyệt đối là tìm không thấy oan uổng lớn. Thời lượng hoạt hình trung bình là 24 phút. Kinh phí chế tác mỗi tập khoảng 10. 12 triệu nhân dân tệ, nếu theo đuổi chất lượng tranh, ước tính chi phí chế tác cuối cùng phải tăng gấp mấy lần mà nguyên nhân chọn bộ anim Clannad này có một phần là phương diện phong cách vẽ, đã định trước nhu cầu kinh phí sẽ không quá cao. Đây cũng coi như là diệt trừ hệ trị liệu, điểm sáng kế hoạch tương đối tốt. Chỉ cần có thể để cho bên tư bản trả tiền, kéo đến đầu tư. Giang Kỳ Tuấn liền có lòng tin đem Clannad hoàng mỹ phục khắc ra, ông tâm tình kích động, múa bút thành văn chế tác kế hoạch. Loại hình đề tài hoạt hình, giới thiệu vắng tắt tác phẩm, giới thiệu đề tài. Chính thể cùng kiếp trước viết võng văn không khác nhau, đơn giản khái quát chuyện xưa, dù sao có kiếp trước khắc sâu ở trong đầu ký ức, rất nhanh liền đem kế hoạch thư chế tác hoàn thành. Hẳn là không thành vấn đề. Buông bàn phím trong tay xuống, Giang Kỳ Tuấn thẩm tra kế hoạch trên màn hình, trật tự, tính tự sự đều xem như hoàng mỹ trở lại. Cảm giác hình ảnh cực kỳ mãnh liệt. Nhưng đây chỉ là đối với hắn có được trí nhớ kiếp trước, đánh qua cửa gan gam mà nói, có thể được tư bản ưu ái hay không, không có tuyệt đối nắm chắc. Liền luôn cảm giác thiếu chút nữa đồ đạc. Vậy vẫn là. Bổ sung phía trước ba lời anime kịch bản gốc, như vậy hẳn là có thể rồi. Giang Kỳ Tuấn đắm chìm trong kịch bản gốc, cũng không chú ý thời gian trôi qua rất nhanh, xem xong kế hoạch xác định không thành vấn đề. Hắn hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Xoa bóp đôi mắt có chút chua xót mệt nhọc, vừa muốn đi bệ cửa sổ nhìn ra xa, thả lỏng ánh mắt thì cửa phòng làm việc đột nhiên bị đẩy ra. Cái kia. Xã. Xã trưởng. Giang Kỳ Tuấn nghi hoặc nhìn về phía nữ sinh xông vào văn phòng này, ước chừng hơn 20 tuổi, chưa thoát khỏi sự ngây ngô của học sinh. Bởi vì đây là lần đầu tiên đến công ty hoạt hình GBS, cơ bản đều là khuôn mặt xa lạ. Thông qua bản công tác, hắn biết được đây là phản linh nại của tổ chế tác, chức vụ là trợ lý, nói cách khác dễ nghe một chút mà thôi đặt trong công việc đèn nê ông nghiêm trọng này thật ra là làm việc vặt đi tới xã trưởng văn phòng sau mặc dù là đối mặt với học sinh trung học bộ dáng giang kỳ tuấn hay asaka linh nại như trước có chút khẩn trương nói giang kỳ xã trưởng chế tác tiến hành tổ đồng cốc tiên sinh anh ấy muốn mời em ra ngoài nói chuyện nói chuyện tâm sự giang kỳ tuấn nhíu mày nhìn về phía đông đảo nhân viên tụ tập bên ngoài văn phòng không cần nghĩ cũng biết chuyện xảy ra kế tiếp giám đốc bộ phim hoạt hình jbs người cha đáng ghét của anh ta tự sát không thể trả lương sau đó kế thừa công ty sở hữu vẫn là vị thành niên học sinh trung học người bình thường tuyệt đối khẳng định là nhìn không thấy tương lai cũng không thể tính là bức vua thoái vị phỏng chừng là đơn thuần muốn hỏi sắp xếp cụ thể của công ty hoạt hình sau đó cũng có thể là muốn đệ trình đơn từ chức vân vân. Có thể, vừa vặn tôi có sắp xếp liên quan đến công ty hoạt hình GPS. Ánh mắt của Phản Linh Nại rõ ràng là có chút kinh ngạc, đi theo bước chân của Giang Kỳ Tuấn, đi tới khu vực làm việc của công ty hoạt hình GPS. Phóng mắt nhìn lại, ước chừng có 50% vị trí làm việc, trừ bỏ thiết bị làm việc xong, đồ dùng cá nhân của nhân viên đều đã dọn sạch, để lại một lá thư từ chức. Chờ đến trưa. Hơn 60 người khác, bao gồm cả nhân viên của các bộ phận khác nhau, có vẻ mặt phức tạp khi nhìn thấy chủ tịch mới của JBS Animatino. Mất mát, bất đắc dĩ, mờ mịt. Cuối cùng các loại biểu tình hội tụ thành thở dài, sớm nhất khi biết được JBS xã trưởng đã tự sát, kế thừa công ty chính là học sinh trung học. Cũng đã ý nghĩa, công ty hoạt hình đã đi đến đường cùng. Các vị, tôi là công ty mới của công ty hoạt hình JBS Trường Giang Kỳ Tuấn xin hỏi vị nào là đồng cốc tiên sinh của tổ chế tác? Ánh mắt Giang Kỳ Tuấn đảo qua mọi người cũng không có chút lúng cuống, thậm chí đều suy nghĩ nên làm thế nào để vẽ bánh nướng cho nhân viên. Dựa vào bản kế hoạch hoạt hình này, kéo đến đầu tư khẳng định là không thành vấn đề. Về phần nhân viên sói mòn, chỉ cần trong tay có tài chính, hắn hoàn toàn không lo lắng. Thậm chí còn có thể thông qua phong ba phá sản lần này, đem nhân viên hoạt hình GBS đục nước béo cò muốn làm côn đồ loại bỏ. Giang Kỳ Giang Kỳ xã trưởng Khởi xướng cuộc đối thoại lần này là đồng cốc giả lương, người đàn ông trung niên ước chừng 40 tuổi, tóc mai trắng như tuyết. Hắn cũng không nghĩ tới. Giang Kỳ tuấn kế thừa công ty hoạt hình GBS sẽ còn trẻ như vậy. Đồng cốc giả lương nhìn chung quanh đông đảo đồng sự, hắn khẽ thở dài ngữ khí nghiêm túc nói. Giang kỳ xã trưởng, về gbs công ty hoạt hình tiếp theo an bài công ty hoạt hình gặp phải biến cố tương đối lớn đây là chuyện mọi người đều rõ như ban ngày giang kỳ tuấn sắc mặt cũng không có biến hóa không có dấu diếm nói thẳng hiện tại công ty tình huống là tài chính chuỗi đứt đoạn tạm thời không trả nổi các vị tiền lương nếu tạm thời không muốn nghỉ việc tôi sẽ sắp xếp nhiệm vụ công tác mới chỉ là phương diện tiền lương tạm thời không thể phát nhân viên quyết định nghỉ việc có thể đến chỗ hay asaka linai đăng ký phương diện bồi thường kinh tế ta sẽ cố gắng nghĩ biện pháp cho các vị giải quyết nếu như có trong lòng ngưỡng mộ công ty ta nơi này có thể hỗ trợ mở phần thư giới thiệu chuyện tất cả mọi người đều rõ ràng trực tiếp thẳng thắn thành khẩn gặp lại nói rõ tình huống mặc dù sinh ra ý nghĩ từ chức giang kỳ tuấn cũng cảm thấy rất có thể hiểu được mọi người đều phải ăn cơm tác giả cũng vậy điều kiện tiên quyết để vẽ bánh cho nhân viên là công ty có thể hoạt động bình thường, giai đoạn hiện tại đều phải phá sản, bánh này vẽ ra cũng không ai nguyện ý ăn. Trên mặt đồng cốc giả lương hiện lên biểu tình quả nhiên như thế, ánh mắt trong nháy mắt ảm đạm rất nhiều, trầm mặt cũng không có trả lời. Ngược lại là sớm phản linh nại, nghe được Giang Kỳ Tuấn nói như vậy điểm mấu chốt. Nếu như không có ý nghĩ nghỉ việc, có thể tiếp tục ở lại công ty, cái giá phải trả là trong khoảng thời gian này tạm thời không có cách nào phát lương. Đây chẳng phải là ý nghĩa, vì xã trưởng mới này còn không có tuyên bố giải tán công ty ý nghĩ. Mà rất nhiều nhân viên tụ tập ở chỗ này, sau khi nghe được lời này của Giang Kỳ Tuấn, đặc biệt là mấy người trẻ tuổi cổ động đồng cốc giả lương nói chuyện với chủ tịch mới. Trong nháy mắt liền sao động. Cũng không biết là cái nào hỗn đảng, lừa dối ta tới nhà này hoạt hình công ty, sớm biết vậy liền đi AKS xã, liền tiền lương đều phát không nổi đoán chừng không muốn xin công ty phá sản, là còn có tài sản không có chuyển đi đi. Các ngươi đều có thể hay không bớt nói vài câu, anim xã đến loại cục diện này cũng không phải tân xã trưởng vấn đề, ai cũng không muốn như vậy. Xã Xã trưởng, tôi muốn từ chức. Sắc mặt Giang Kỳ Tuấn không thay đổi, hình ảnh trước khi đưa ra quyết định cũng đã dự liệu được, chỉ là đưa mắt nhìn những nhân viên này rời đi. Kiên nhẫn giải thích vấn đề tiền lương, bảo hiểm lao động, chỉ trong chốc lát, vốn còn có văn phòng hơn 60 người, trong nháy mắt cũng chỉ còn lại có hơn 20 người. Trong đó, còn có mấy gương mặt quen thuộc, người phụ trách tổ chế tác đồng cốc giả lương, sớm phản linh nại, còn có mấy người con độc nhất còn sót lại của các bộ phận. Bọn họ là nhóm nhân viên đầu tiên của công ty hoạt hình GBS, lúc này đều không nói gì, chỉ đưa mắt nhìn Giang Kỳ Tuấn, chờ đợi sự sắp xếp tiếp theo hay Asaka Linna đưa danh sách cho Giang Kỳ Tuấn, tiếp tục dừng chân tại chỗ. Xã trưởng. Đây là danh sách nhân viên nghỉ việc. Được. Giang Kỳ Tuấn gật đầu nói, hắn hơi có chút ngoài ý muốn, cho thấy không thể tiếp tục chế phục tiền lương, lưu lại nhân viên vẫn có 25 người. Rõ ràng sẽ không có tương lai GBS Animatino xã, lại còn có thể có nhiều như vậy vì yêu phát điện nhân viên, tối thiểu anim tiền kỳ chế tác không cần đặc biệt sức đầu mẹ tráng. Cũng không có không khí nghiêm túc lúc trước. Khuôn mặt Tuấn giật đẹp trai của Giang Kỳ Tuấn, khóe miệng hơi nhếch lên, giọng nói sang sảng nói. Rất cảm ơn các cậu có thể tiếp tục ở lại GBS. Sau đó, tôi hy vọng mọi người có thể chuẩn bị tâm lý thật tốt. Bởi vì công việc kế tiếp sẽ có chút nặng nề, chúng ta phải tranh thủ trong vòng 15 ngày, đem kế hoạch anime mới tuyên truyền phóng viên cho sản xuất. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 3. Xã trưởng là biến thái người mới, rung động chế. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Đồng cốc giả lương, hay Asaka Linh Nại, lựa chọn không lương ở lại công ty hoạt hình GBS rất nhiều nhân viên, cơ bản đều là ông mộng tưởng gia nhập công ty hoạt hình nghiệp dư này mặc dù không có bất kỳ tác phẩm nào, nhưng cũng coi như chứng kiến công ty phát triển từ không đến phá sản. Đương nhiên là đối với JBS ông cảm tình, cho dù công ty ở vào bất cứ lúc nào phá sản giai đoạn, nếu như có thể nhận được thuê ngoài công trình. Duy trì vận hành khẳng định không thành vấn đề. Đơn giản chính là ở phương diện tiền lương nhất định sẽ giảm giá, về phần sắp xếp công việc kế tiếp của Giang Kỳ Tuấn, bọn họ không ôm bất kỳ chờ mong nào ngay cả khi nghe tổng giám đốc tuyên bố tiếp theo có kế hoạch hoạt hình mới, nhất định phải trong vòng 15 ngày, đem phóng viên tuyên truyền của hoạt hình mới chế tác ra. Hù xin, lẫn nhau, với nhau. Xác định vị xã trưởng mới này cũng là tuyển thủ thuần thường, muốn chế tác kế hoạch hoạt hình mới, kịch bản, tài chính các phương diện đều không có. Cũng không có khả năng, trông cậy vào tay bọn họ trà sát ra chứ. Xã trưởng, muốn chế tác anime mới tình huống hiện tại của công ty hoạt hình GBS, căn bản là không có bất kỳ tài chính nào hỗ trợ. Người phụ trách tiến hành chế tác đồng cốc giả lương, trầm mặt một lát sau trả lời. Đối với phản ứng bình thản của các nhân viên, sắc mặt Giang Kỳ Tuấn cũng không cảm thấy kỳ quái, hiện thực cũng không phải là tiểu thuyết sản khoái kiếp trước. Sau khi đưa ra kế hoạch hoạt hình, mọi người khiếp sợ nhau nhau phát điện cho tình yêu, sau đó chế tác ra hoạt hình, trực tiếp đi lên đỉnh cao nhân sinh rất rõ ràng loại tình huống này căn bản không có khả năng xuất hiện công ty đang trên bờ vực phá sản chủ tịch mới là một học sinh trung học không chuyên tất cả các loại bút trực tiếp xếp chồng lên nhau có thể tiếp tục ở lại đây đều xem như là công ty hoạt hình gps tích đức làm việc thiện giang kỳ tuấn nhìn về phía nữ sinh bên cạnh quyết đoán dò hỏi hay asaka linai công ty có thể sử dụng bình thường máy in có Năng lực nghiệp vụ của Phản Linh Đại đang online, sau khi nhận USB từ trong tay Giang Kỳ Tuấn, rất nhanh liền khởi động thao tác máy in. Ghi chú rõ nguyên nhân ký tên văn kiện. Rất nhanh đã in ra bản kế hoạch hoạt hình của Clannad, cô kiềm chế sự tò mò trong lòng, hai tay đưa cho chủ tịch mới. Đổi chỗ khác nói chuyện. Ánh mắt Giang Kỳ Tuấn hướng về phía đồng cốc giả lương, có thể đại diện cho nhân viên nói chuyện với mình, chỉ cần kế hoạch Clannad có thể đã động anh công ty hoạt hình gbs ít nhất có thể ổn định một thời gian đồng cốc giả lương là người trung niên ít nói khẽ gật đầu đi theo bước chân giang kỳ tuấn đi tới văn phòng xã trưởng vốn là vị trí của giang kỳ nhật hòa bây giờ lại đổi thành khuôn mặt mới tinh biểu tình của hắn đều có chút mờ mịt chính mình ở công ty chế tác hoạt hình khác buồn bực thất bại lại được nguyên xã trưởng thưởng thức mời muốn nổi tiếng ở công ty hoạt hình gbs không phụ sự kỳ vọng của Giang Kỳ Nhật và đối với mình. Nhưng thật không ngờ lại lưu lạc đến loại ruộng đất này, cũng chính là khen ngợi của nguyên xã trưởng, mới để cho hắn tiếp tục lựa chọn thủ vững công ty. Đây là kế hoạch hoạt hình mới, xem đi. Vâng, xã trưởng. Đồng cốc giả lương nghiêm túc gật đầu trả lời, sau khi cầm lấy bản kế hoạch Giang Kỳ Tuấn đặt trên mặt bàn, an tĩnh lật xem. Là người phụ trách tiến hành sản xuất. Hắn có tố chất nghề nghiệp trực tuyến, nhìn kế hoạch, cơ nát, trật tự rõ ràng, tính từ sự hoàn mỹ, sắc mặt đều có chút kinh ngạc. Đồng cốc giả lương thậm chí còn làm tốt, kế hoạch hoạt hình này chính là chuẩn bị tâm lý cho suy nghĩ thiên mã hành không của Giang Kỳ Tuấn, nhưng cuối cùng nội dung hiện ra. Nhưng hoàn toàn vượt quá tưởng tượng của hắn. Đề tài hoạt hình thiếu nữ xinh đẹp rất phổ biến, đặt trong môi trường hiện nay hơi lỗi thời, cũng rất có cảm giác trò chơi gan gam đầu thế kỷ 21. Thiếu niên bất lương, sau khi gặp được thiếu nữ xinh đẹp thì cuộc sống thay đổi. Sau khi xem xong loại đề tài và giới thiệu vắn tắt của Clannad, nội dung cốt truyện đại khái, Kiritani giả lương đã bị hấp dẫn sâu sắc. Nội dung phim hoạt hình gốc này Cơ bản là mỗi đơn vị tiến hành đẩy mạnh, nhưng hoàn toàn khác với đơn vị kịch bình thường, Clannad có toàn bộ tuyến chính xuyên qua. Thậm chí, phía sau đại cương, cương nhiên còn kèm theo kịch bản gốc ba câu đầu đồng cốc giả lương nghiêm túc nhìn, thậm chí nội tâm cũng đột nhiên sinh ra loại, lập tức đem kế hoạch hoạt hình này chế tác ra ý niệm trong đầu. Ông đã làm việc trong nhiều công ty hoạt hình. Trừ phi là những ông trùm ngành nghề kia, nếu như là công ty hoạt hình quy mô bình thường, tuyệt đối không thể lấy ra kế hoạch như vậy. Hít sâu một hơi, đồng cốc giả lương đem bản kế hoạch đặt ở mặt bàn phía sau, cơ bản có thể xác định tân xã trưởng là rất muốn thay đổi GPS công ty hoạt hình tình cảnh. Tuy rằng không rõ ràng lắm, Giang Kỳ Tuấn là học sinh trung học làm sao làm được. Nhưng rõ ràng bộ hoạt hình này tuyệt đối có thể làm cho công ty hoạt hình xoay chuyển cục diện, thậm chí rất có thể trực tiếp nổi danh trong nghề. Đồng cốc giả lương nhất định phải nghiêm túc đối đãi đoàn chính ngồi sau thành khẩn dò hỏi. Đây là xã trưởng ngươi nguyên gốc hoạt hình. Xem như vậy đi. Giang Kỳ Tuấn mặt không đổi sắc nói, người xuyên việc thân phận tiên thiên ưu thế liền bậy ở chỗ này, cái này nếu không làm khuôn vác công đều không làm thất vọng chính mình. Nhìn Đồng Cốc Giả Lương có chút nghi hoặc. Giọng điệu của anh lạnh nhạt bổ sung. Bình thường chơi gan gam tương đối nhiều, chỉ muốn tham khảo yếu tố trò chơi, chế tác bộ hoạt hình thiếu nữ xinh đẹp này. Thì ra là như vậy. Đồng Cốc Giả Lương cũng không có hoài nghi, thậm chí ánh mắt nhìn về phía Giang Kỳ Tuấn cũng có chút phức tạp, ngành hoạt hình cũng có chênh lệch thiên phú. Ít nhất vẫn là xã trưởng mới của học sinh trung học, trình độ sáng tạo hoạt hình, đã đến trình độ cả đời này hắn cũng không thể với tới. Công ty hoạt hình GBS có gian kỳ tuấn tồn tại, tuyệt đối sẽ không tiếp tục suy bại. Kiềm chế tâm tình kích động, đồng cốc giả lương không trực tiếp cam đoan, chi phí vật liệu chế tác anim, cơ nát này vẫn là vấn đề. Nếu như chỉ là quảng bá cho TV, các bộ phận của anim xã miễn cưỡng có thể làm ra nó, nhưng nếu đưa vào quá trình sản xuất thực sự có thể sẽ rất khó khăn. Chuyện chi phí chế tác tôi sẽ nghĩ biện pháp, nếu thực sự không được thì đi tìm bên tư bản khác nhận tiền mời, biện pháp dù sao cũng khó khăn hơn nhiều. Giọng điệu Giang Kỳ Tuấn quả quyết nói, chỉ cần công ty hoạt hình GBS hiện tại có thể duy trì ổn định, tránh kéo đến quẩn cảnh công ty cần tái cơ cấu sau khi đầu tư. Đây cũng là nguyên nhân quan trọng trực tiếp tìm đồng cốc giả lương nói chuyện. Giọng anh lạnh nhạt bổ sung. Thiết kế tạo hình nhân vật, phân cảnh cần các họa sĩ khác phối hợp kịch bản gốc của klanak cùng với giám sát chế tác tôi đảm nhận hy vọng lật ngược tình thế của hãng phim đang ở trước mắt muốn đem dự án hoạt hình klanak này hoàn mỹ hiện ra các phương diện chế tác hoạt hình giang kỳ tuấn nhất định phải tự mình khống chế thậm chí ngay cả nhà đầu tư tìm kiếm anh cũng có yêu cầu nghiêm khắc ngay cả giang kỳ tuấn kiếp trước tiếp xúc với các loại hoạt hình neon về cơ bản ông ờ có thể nhìn thấy từ khóa, ủy ban sản xuất. Ủy ban chế tác không giống với chế tác độc lập, đại biểu cho bộ anime này là tổ chức giám sát do rất nhiều công ty hợp tác tài trợ, thành lập. Thậm chí có thể can thiệp vào việc sản xuất anime. Giang Kỳ Tuấn cũng không thích hình thức này, cho nên tìm kiếm ở bên tư bản, càng có khuynh hướng tìm được công ty giàu nước đố đổ vách, trực tiếp nhận tiền mời. Cũng chính là ý tứ tổng thầu. Sau khi xử lý xong những chi tiết nhỏ trong kế hoạch anime của Clan thời gian đã gần một giờ trưa, Giang Kỳ Tuấn cũng không tiếp tục ở lại. Nguyễn Chuyển từ chối đề nghị đồng cốc giả lương lái xe đưa mình về trường trung học cao đẳng Tổng Vũ. Giang Kỳ Tuấn một mình ngồi xe điện trở về khu lông lúa, nhìn cảnh sắc không ngừng biến hóa ngoài cửa sổ, sắc mặt phản phất như đã qua mấy đời. Buổi sáng, hắn vẫn chỉ là học sinh năm 2 của trường trung học Tổng Võ kết quả trực tiếp kế thừa công ty hoạt hình GBS, tuổi còn trẻ đã trở thành hàng tỷ phụ ông, được thiệt là khả năng chịu đựng tâm lý mạnh. Vẫn phải tìm lão sư nói rõ tình huống, nhất định phải nghỉ học một thời gian ngắn. Vô luận là chuyện tìm kiếm nhà đầu tư, chế tác hoạt hình, quy trình đều rườm rà hơn so với tưởng tượng, toàn bộ tinh lực đầu tư vào có thể xử lý xong. Nhưng việc học, công việc tiến hành đồng thời. Giang Kỳ Tuấn rất khó đồng thời chiếu cố cũng rất dễ nhặt hạt vừng rơi dưa hấu hơn nữa mục đích học tập chính là tương lai có cuộc sống tốt hơn xử lý tình huống không tốt của công ty hoạt hình gbs vậy thì phải gánh một khoản nợ lớn ngay cả chỗ dung thân cũng bị tước đoạt đây mới là cuộc sống không có bất kỳ hy vọng hoàn toàn mục nát nhưng nếu kế hoạch của công ty hoạt hình thuận lợi dựa vào kế hoạch hoạt hình của bộ klaknack này cùng với hoạt hình hệ trị liệu thuộc lầu lầu trong trí nhớ Tương lai ở ngay trước mắt, cần phải cân nhắc xem đây có phải là cơ hội duy nhất trong cuộc đời này hay không. Đây đại khái chính là tâm tình của hắn lúc này. Gần 2 giờ chiều, trong tổng võ đã lục tục có học sinh kết bạn trở về trường, mục tiêu Giang Kỳ Tuấn cực kỳ rõ ràng, đi tới phòng học. Thủ tục nghỉ học nếu thuận lợi, chiều nay có thể hoàn thành. Sau đó, ngay trong phòng làm việc của giáo viên năm 2, nhìn thấy khuôn mặt tinh xảo có vẻ mệt mỏi của Bình Mộ Tỉnh, cũng chú ý tới Giang Kỳ Tuấn. Cô cầm lấy thuốc lá của phụ nữ rồi đứng dậy, không có tư thái giáo viên nên có. Hirakuka Shizuka đi lên sân thượng, thuần thục lấy thuốc lá ra, lạnh nhạt nói. Bạn Giang Kỳ, có chuyện gì thì tới đây nói đi. Được rồi. Đối mặt với bình mộ tỉnh, Giang Kỳ Tuấn ngược lại không có chỗ gò bó, lại không giống tính cách tồi tệ mà những người cùng hoạt hình kiếp trước miêu tả. Thông qua tiếp xúc với lớp ép trong khoảng thời gian này, Tuyệt đối là một giáo viên rất dịu dàng. Vô luận làm chuyện gì đều là muốn thay đổi góc độ học sinh, thay bọn họ phụ trách tương lai xuất phát, thỉnh thoảng còn có thời điểm rất đáng yêu. Nếu là nam nhân bình thường cao, Giang Kỳ Tuấn vẫn rất thích thời học sinh của Tổng Vũ Cao, xung quanh có rất nhiều thiếu nữ xinh đẹp, còn có chị gái trí thức làm giáo viên. Điều kiện mấu chốt không cho phép a. À. Cậu nhìn Hiratsuki Shiyuki tự chăm thuốc lá, cũng không giấu giếm trực tiếp nói rõ nguyên do. Thầy, xin giúp em làm thủ tục nghỉ học. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 4. Hirakuka Shizuka là phú bà, cái này kịch bản không thích hợp. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Trong ánh mắt nghi hoặc của bình mộ tỉnh, giang kỳ tuấn đơn giản giải thích chuyện kế thừa công ty hoạt hình GBS, trở thành ông chủ hàng tỷ dù sao thủ tục nghỉ học của nghê hồng tương đối rườm rà trừ phi là vấn đề sức khỏe hoặc là gia đình xuất hiện biến cố hơn nữa với tính cách tỉnh đáng yêu nếu như mình không giải thích rõ ràng muốn thuận lợi nghỉ học cửa ải này của chủ nhiệm lớp cô cũng có chút khó thông qua đại khái sự tình chính là như vậy nếu như tiếp tục ở lại trường học ngân hàng sẽ đem nhà của ta cho thu đi tiến hành bán đấu giá, gánh vác món nợ khổng lồ. Thầy Hirasuki, thầy cũng không muốn nhìn thấy học sinh của mình, không có chỗ ở lưu lạc trên đường phố chứ. Giang Kỳ Tuấn vốn không phải là tính cách nghiêm túc, lưng đeo nợ nần, quyết định làm hoạt hình chữa bệnh, liền bắt đầu phát triển theo hướng người vui vẻ. Nhìn Hirasuki Shizuku cau mày, nụ cười của anh nhẹ nhàng và sôi động. Chắc chắn rồi. Điều này cũng có tâm tư của Giang Kỳ Tuấn, nói đến trình độ này, tỉnh khả ái hẳn là cũng sẽ đồng ý cho anh làm thủ tục tạm nghỉ học. Kết quả cũng không ngoài sở liệu. Giang Kỳ đồng học, ngươi đã làm tốt quyết định sao? Bình mộ tỉnh dụi tắt điếu thuốc đã cháy hết, trầm mặt nửa ngày sau dò hỏi, căn bản không thể cự tuyệt đơn xin nghỉ học của Giang Kỳ Tuấn. Thật khó tưởng tượng. Trong thời gian ngắn mũi này, trong nhà Giang Kỳ Tuấn cư nhiên phát sinh biến cố này, hơn nữa cô làm chủ nhiệm lớp cho tới bây giờ mới phát hiện nếu chỉ là phương diện tính cách của học sinh có vấn đề không thể thuận lợi hòa nhập vào lớp giải quyết rất đơn giản nhưng tình huống đặc biệt của giang kỳ tuấn từ chối đơn xin nghỉ học cho thấy học tập mới là lối thoát duy nhất của giang kỳ tuấn đây rõ ràng không phải là phong cách của bình mộ tỉnh những gì cô ấy có thể làm bây giờ cũng chỉ có thể tôn trọng lựa chọn của giang kỳ tuấn cung cấp đủ khả năng trợ giúp hirakuka shizuka sắc mặt bình thản trần thuật sự thật nói bỏ qua công ty quản lý vấn đề anime xã muốn lợi nhuận chỉ có thể dựa vào tác phẩm với tình huống hiện tại gps còn có thể sản xuất anime không chế tác phóng viên tuyên truyền hẳn là không thành vấn đề nếu muốn chế tác anime hoàn chỉnh nhất định phải đi tìm nhà tư bản thích hợp nếu muốn tìm nhà đầu tư hẳn là có sách kế hoạch hoặc hình chứ cũng không có thái độ kiểm tra công việc Hirakuka Shizuka lúc này càng giống bạn bè, tươi cười sang sản nói. Đừng thấy tôi là giáo viên, thực tế tôi đã xem truyện tranh nhiệt huyết nhiều hơn sách cậu đọc. Nói không chừng có thể cho chút ý kiến bé nhỏ không đáng kể. Nhìn nụ cười sang sản của bình mộ tỉnh, nhưng ánh mắt không thể cự tuyệt, Giang Kỳ Tuấn biết rõ cô giáo đang suy nghĩ cho mình. Thân phận người xuyên Việt chỉ có hắn rõ ràng. Nhưng ở trong mắt tỉnh khả ái, mình cũng chỉ là học sinh bình thường thành tích tốt một chút quyết định nghỉ học kế thừa công ty làm hoạt hình nếu nó vẫn còn văng ra đường phỏng chừng bình mộ tỉnh sẽ cảm thấy có thể sẽ không thể tiếp nhận đã kích liên tục lựa chọn tự sát lấy bản kế hoạch kênh đã in ra giang kỳ tuấn nhẹ nhàng nói thầy hirasuki đây là kế hoạch chế tác tiếp theo của công ty hoạt hình bình mộ tỉnh không phát biểu ý kiến trước tiên dựa vào lan can nghiêm túc xem qua phần văn kiện này khẽ nhíu mày dần dần thư giãn cho dù là người yêu thích truyện tranh nhiệt huyết cô cũng không quá thích thú với đề tài thanh xuân này vẫn bị tình tiết clan nát này hấp dẫn nếu thật sự có anime như vậy Hirasuki suzuki cảm thấy mình nên đi xem về phương diện nội dung kế hoạch hoạt hình thoạt nhìn đều rất thú vị mà sau đó về kinh phí chế tác các phương diện chi tiết thông tin Cô theo bản năng đưa mắt nhìn Giang Kỳ Tuấn, suy đoán dò hỏi. Kế hoạch anim này là anh chế tác ra. Nhưng sau khi Hiratsuki hỏi xong, thậm chí còn không cho Giang Kỳ Tuấn cơ hội trả lời, cô liền lắc đầu phủ định lời nói vừa rồi. Nếu như có thể xuất ra loại tác phẩm này, GPS anim xã vô luận như thế nào cũng sẽ không đến phá sản trình độ, nhưng vì cái gì trước kia không có phát hiện, Giang Kỳ Ngươi có phương diện này thiên phú quả nhiên vẫn không gạt được lão sư về phần thiên phú trong anim có thể là do các loại áp lực kích phát ra giang kỳ tuấn vuốt mũi giải thích cách nói này quả thật không thành vấn đề nếu như không phải cục diện rối rắm của công ty hoạt hình jbs cần tự mình xử lý vậy phỏng chừng cả đời này cũng sẽ không bước lên con đường làm hoạt hình càng không thể phát huy được loại tài năng này giọng anh nhẹ nhàng nói về phương diện lựa chọn đề tài chỉ có thể nói nghệ thuật bắt nguồn từ cuộc sống, trong trường có rất nhiều chuyện vui vẻ. Nhưng chia tay cũng là điều không thể tránh khỏi. Nhìn vẻ mặt thoải mái của Giang Kỳ Tuấn, Bình Mộ Tĩnh rất khó cảm động lây, giống như là lần đầu tiên quen biết học sinh của mình. Nếu đổi lại là những học sinh khác gặp phải biến cố này, thật sự sẽ giống như Giang Kỳ Tuấn, vẫn duy trì lạc quan cởi mở sao? Đó là sự trưởng thành của anh ta. Làm cho tâm tình Bình Mộ Tĩnh càng thêm nặng nề. Giang Kỳ Tuấn hiện tại tuổi tác, hẳn là vô ưu vô lự, hưởng thụ cuộc sống tốt đẹp trong trường. Nhìn về phía kế hoạch hoạt hình, ClanNet trong tay, trong trường học có rất nhiều chuyện vui vẻ, nhưng chia tay là không thể tránh khỏi. Hirasuki Shiyuki quyết đoán đưa ra quyết định, ngay cả thái độ cũng nghiêm túc hơn rất nhiều, hỏi: "Bộ anime này tổng cộng cần đầu tư 300 triệu tệ. Không thể chia thành 12 phần sao?" Đối với tỉnh khả ái tò mò Giang Kỳ Tuấn tuy rằng nghi hoặc nhưng cũng nghiêm túc trả lời. Tuy rằng Clannad có chút giống kịch đơn. Nhưng có một chuỗi câu chuyện đầy đủ và không có gì có thể thay đổi. Dù sao mỗi viên ngọc đều đại biểu cho tâm nguyện khác nhau, cũng chỉ có như vậy mới có thể bày ra Clannad hoàn chỉnh nhất. Đây cũng là chỗ Giang Kỳ Tuấn cảm thấy khó xử. Trong toàn bộ ngành công nghiệp hoạt hình, có rất ít công ty lựa chọn chế tác 24 tập nửa năm, vô luận là chi phí chế tác, khống chế nội dung vở kịch đều có rủi ro rất lớn. Muốn tìm được bên tư bản khó khăn, rõ ràng sẽ gia tăng rất nhiều. 300 triệu. Gom góp hẳn là không thành vấn đề. Sau khi nhận được đáp án chuẩn xác, Bình Mộ tỉnh nhỏ giọng nỉ non, tiến hành tính toán tài chính tự do chi phối, mình đến rõ ràng là không đủ. Nếu như tìm dương là mượn một chút. Có thể kiếm được tiền từ bộ phim hoạt hình Clannad nếu giang kỳ tuấn đưa ra kế hoạch hoạt hình rất kém cỏi nhất định phải đập đầu xuống phố mình hẳn là sẽ khuyên bảo cung cấp chút ý kiến nhưng rõ ràng đây là một tác phẩm anime xuất sắc có thể giúp đỡ sinh viên trong khi kiếm được một ít tiền để mua manga hirasuki shizuka không quan tâm nghĩ đến đây trên mặt cô lộ vẻ tươi cười vỗ vỗ vai giang kỳ tuấn giọng nói sang sảng nói giang kỳ bộ anime này của cậu tôi rất xem trọng chuyện tài chính cứ giao cho tôi đi. Giang Kỳ Tuấn vốn còn nghi hoặc, vì sao Bình Mộ tỉnh lại đột nhiên hỏi về vấn đề phân mùa hoạt hình, chi phí chế tác. Sau đó, nhìn nụ cười trên mặt tỉnh Khả Ái lúc này, cùng với Phùng Hoa nói ra, hắn cũng không có bất kỳ hoài nghi đây là đang nói đùa. Tuy rằng kiếp trước trong anime Xuân Vật không có giảng giải về gia đình Hirasuki, nhưng giáo viên trung học bình thường có thể mua được xe thể thao đắt tiền. Mấu chốt nhất, có thể trực tiếp lấy ra 300 triệu để đầu tư vào bộ anime này của mình, điều này đã vượt quá tưởng tượng của Giang Kỳ Tuấn, tuyệt đối là phú bà. Nếu không có sự hỗn loạn của công ty hoạt hình GBS, hắn thậm chí còn có gan, sau khi nghỉ học muốn trực tiếp ăn cơm mềm của bình mộ tỉnh, trở thành ý niệm mãnh liệt trong đầu bếp gia đình. Chỉ là, không đợi Giang Kỳ Tuấn trả lời. Đương nhiên, bất quá đầu tư của ta có điều kiện tiên quyết. Hirakuka Shiyuka thản nhiên bổ sung, không hề lo lắng bộ anime này sẽ khiến mình lỗ vốn, cô rất tự tin vào ánh mắt của mình. Chuyện nghỉ học em không đồng ý, nếu công ty hoạt hình bề bộn nhiều việc có thể xin em nghỉ, ít nhất em hy vọng ly biệt là đang học lên. Nói xong những lời này. Nhìn về phía Giang Kỳ Tuấn bên cạnh, sau đó bình mộ tỉnh đưa tầm mắt nhìn ra xa, ngữ khí cảm khái nói. Thanh xuân kỳ thật rất ngắn ngủi, cho dù cậu lấy tay nắm chặt vẫn sẽ trong lúc lơ đáng trượt qua kẻ tay. Tối thiểu trải qua đoạn vui vẻ thanh xuân đi, đây chính là người kia chưa mở ra nhân sinh, có ý nghĩa cột mốc. Cảm ơn thầy, sư phụ. Tuy rằng song tuyến đồng thời vận hành sẽ có chút mệt mỏi, nhưng điều kiện chỉ là tiếp tục ở lại trường học, Giang Kỳ Tuấn quyết đoán lựa chọn đáp ứng. Cũng chính là bởi vì lần tiếp xúc này. Kiếp trước khinh tiểu thuyết, anim, vẫn là xuân vật trong trò chơi tỉnh đáng yêu hình tượng so với hắn trong tưởng tượng còn muốn đầy đặn vô số lần. Giang Kỳ Tuấn cảm khái từ tận đáy lòng. Thầy Hirakuka không hổ là người từng trải, hiểu biết về tuổi thanh xuân sâu sắc hơn chúng ta. Và rồi. Hình tượng huy hoàng vốn tỉnh đáng yêu ở trong lòng nháy mắt tiêu tan, thậm chí ngay cả không khí cũng đè nén rất nhiều, hắn chỉ nghiêng đầu. liền nhìn thấy biểu tình động lại, thậm chí đều mang theo một chút không tốt, hai tay nắm chặt lan can, nghiến răng nghiến lợi nói bạn Giang Kỳ, chẳng lẽ bạn không biết tuổi của phụ nữ? Là đề tài cấm kỵ không thể nhắc tới sao? Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 5. Quay về sân trường sinh hoạt, nhưng mò cá làm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Nếu có chỗ nào cần trợ giúp, trực tiếp tìm tôi. Hiratsuki nhẹ nhàng xua tay. Tuổi tác là đề tài không thể đề cập tới. Nếu còn có lần sau, tuyệt đối sẽ không dễ dàng lừa gạt như vậy. Nhất định phải để cho Giang Kỳ Tuấn biết làm thế nào để thân sĩ nói chuyện phím với nữ sinh. Xoay người rời khỏi sân thượng tòa nhà dạy học. Nếu đã quyết định tốt, đầu tư bộ anime này, phương diện tài chính khẳng định không thể cản trở. Bộ hoạt hình này cuối cùng có thể hiện ra hiệu quả như thế nào? Trong lòng cô cũng chờ mong đây đã là đánh cược tài sản, nếu như điều này có thể giúp được Giang Kỳ Tuấn. Ít nhất sẽ không mất đi hy vọng đối với cuộc sống chứ. Đầu tư sự tình, nhất định phải tìm thời gian cùng Dương Nãi nói rõ ràng, học sinh trung học làm anim, người này hẳn là sẽ cảm thấy hứng thú. Vấn đề đầu tư được giải quyết như vậy sao? Sân thượng tòa nhà dạy học trống rỗng, Giang Kỳ Tuấn hai tay nắm lấy lan can, lúc này đều sinh ra cảm giác làm tàu lượng siêu tốc. Chi phí sản xuất Klanak là ở đây. Muốn tìm được bên tư bản thích hợp, độ khó đều là trực tiếp kéo đây, nhưng hắn thật không ngờ chính là, bình mộ tỉnh so với trong tưởng tượng. Còn muốn phú ba. Trực tiếp nhận thầu toàn bộ chi phí hoạt hình, thậm chí ngay cả nội dung chi tiết cũng không hỏi, chớ nói chi là đàm phán chi tiết hợp đồng. Phần nhân tình này, thuộc về là trực tiếp kéo đây. Vậy bộ anim Clannach của mình, miệng nhất định phải đưa ra đáp án hoàn mỹ tối thiểu không thể để tỉnh khả ái đầu tư lỗ vốn chứ. Nghĩ đến đây. Đã tìm được bên tư vấn hoạt hình, 4 giờ rưỡi chiều tới trường đón tôi, lập tức mở ra trụ tính sản xuất của Clannac. Cũng không đợi được câu trả lời thuyết phục của đồng cốc giả lương, nhưng áp lực tồn động trong lòng Giang Kỳ Tuấn cũng tan thành mây khói. Chu kỳ chế tác hoạt hình tương đối dài, nếu như ở trường trung học nghe hồng không cân nhắc tiếp tục học lên, kỳ thật cũng không có bao nhiêu áp lực nhiều nhất chính là bôn ba hơi mệt nhọc một chút nếu phương diện kế hoạch đã hoàn thành kế tiếp chính là kịch bản giai đoạn thiết kế như vậy mới có thể tiến vào chế tác chính thức đối với quy trình sản xuất hoạt hình kiếp trước làm hòa sĩ gốc giang kỳ tuấn coi như là tương đối rõ ràng kịch bản gốc chế tác là nhẹ nhàng nhất giai đoạn cũng chỉ là buổi sáng thời gian ông đã có thể viết ra ba từ đầu tiên của anime klaanak làm xong kịch bản gốc còn lại nhiều nhất cần tiêu hao thời gian 3 ngày, sau đó chính là thiết lập người có lượng công việc trường ra. Tình huống bình thường đều là người của tổ chế tác, cầm nhu cầu thiết lập của người đi tìm họa sĩ gốc, thiết kế ra các loại nhân vật cần thiết trong nội dung vở kịch. Nhưng tình trạng của Giang Kỳ Tuấn là Mỗi một nhân vật cần thiết trong bộ anime này, anh đều có ấn tượng cực kỳ sâu sắc, hoàn thành phần công việc này cũng không khó. Chính là so sánh tốn thời gian. Về phần ở trong trường học, công tác văn bản đơn giản vẫn có thể hoàn thành. Thu lại những suy nghĩ vụn vặt, Giang Kỳ Tuấn cũng không tiếp tục dừng lại trên sân thượng, bước nhanh hơn trở về tầng lầu năm hai. Mới vừa tiến vào lớp, biến mất cả buổi sáng Giang Kỳ Tuấn, trong nháy mắt liền hấp dẫn bạn học chú ý, đều nhao nhao chào hỏi nói. Bởi vì nhân duyên cũng không tệ lắm, có không ít bạn học đều ân cần hỏi thăm. Về phần chuyện kế thừa công ty hoạt hình gbs Giang Kỳ Tuấn cũng không nói ra toàn bộ, thậm chí ngay cả chuyện trong nhà cũng không muốn nhắc tới. Vừa mới ngồi vào vị trí của mình. Bạn Giang Kỳ. Chợt nghe phía sau truyền đến thanh âm hoạt bát, hắn thậm chí cũng không cần xoay người, liền có thể rõ ràng thân ảnh dựa vào là ai. Từ mái tóc màu đào nhạt dài đến vai, có thể nhận ra dấu vết hơi nóng, lắc lư theo bước chân của nàng. Tràn đầy hơi thở thanh xuân. Mặc váy ngắn đồng phục cao của Tổng Vũ, áo sơ mi phát họa dáng người xinh đẹp của cô đồng dạng đi theo bên cạnh cô còn có nữ sinh tóc vàng xõa vai trang điểm tinh xảo là tổng võ cao cấp nhất trong chuỗi thức ăn so sánh với sự dịu dàng của bỉ tân kết y tính cách tam phổ ưu mỹ tử rõ ràng bất đồng nàng quyết đoán dò hỏi giang kỳ là gặp phải chuyện gì không có gì trong nhà có chuyện nhỏ cần xử lý giải thích cặn kẻ chuyện của công ty hoạt hình gbs giang kỳ tuấn cảm thấy không cần thiết chuyện đầu tư đã được giải quyết cho dù các nàng xuất phát từ ý tốt quan tâm chính mình nhưng rất rõ ràng giải thích quá nhiều sẽ dẫn đến bầu không khí biến hóa hoàn cảnh ở chung hiện tại giang kỳ tuấn vẫn tương đối thích chỉ có điều tam phổ ưu mỹ tử vẫn là vẻ mặt hỏi tận gốc trễ kia giang kỳ tuấn đành phải bất đắc dĩ chăm chọc nói nếu quả thật là chuyện gì ghê gớm bây giờ còn có thể nhìn thấy tôi hình như bạn học giang kỳ nói cũng rất có đạo lý sau khi nhận được đáp án chuẩn xác, do tân kết y cũng không có bất kỳ hoài nghi gì, tâm tình nghi ngờ trong lòng biến mất, trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng. Giang Kỳ tự nhận là quan hệ rất tốt bằng hữu, nếu như không phải hắn mà nói, kia mình thích nhất đá sung khuyển xa bờ. Rất có thể bị chiếc xe màu đen kia đâm vào. Bởi vì Giang Kỳ Tuấn xin nghỉ buổi sáng, so với tân kết y còn phá lệ dùng laptop, đem điểm tri thức máu chốt trích xuống. Giang Kỳ đồng học, nếu như muốn ôn tập tư liệu, của ta có thể cho ngươi mượn nha, có rất nhiều tri thức điểm đều ghi chép lại. Cảm ơn bạn học do Bỉ Tân. Nhìn khóe miệng hơi nhếch lên, cực kỳ dịu dàng, Giang Kỳ Tuấn cũng không muốn phụ ý tốt của cô, nghiêm túc gật đầu. Đối với loại nữ sinh tính cách ôn nhu như do Bỉ Tân, hắn vô luận như thế nào cũng chán ghét không nổi. Tất nhiên rồi. Cũng không đến mức thích, so với sự dịu dàng đối với mọi người, Giang Kỳ Tuấn càng hy vọng phần dịu dàng này có thể chỉ thuộc về mình. Di từ khi nào thì từ bỉ tân cậu và Giang Kỳ quan hệ tốt như vậy? Quan sát nhảy bén hải lão danh cơ thái, nhận thấy được viên tròn khác thường, đẩy kính rộng đỏ, ngữ khí chế nhạo nói. Sẽ không phải là. Không có, không phải như vậy. Cũng không cho hải lão danh cơ hội nói xong, từ bỉ tân đỏ mặt vội vàng lắc đầu, rất có loại dấu đầu hở đuôi dắt chân rõ ràng ta cắn chính là Diệp Sơn ít gian kỳ, do bị tân đồng học cũng không thể. Được rồi, đừng đùa với do tân nữa. Bầu không khí trong lớp hòa hợp, Giang Kỳ Tuấn hiện tại rất hưởng thụ bầu không khí này, nhưng hữu nữ cắn nam cùng chính phú thì hoàn toàn không cần. Theo tiếng chuông vào học vang lên. Phòng học vốn coi như ồn ào trong nháy mắt yên tĩnh, mà chương trình học buổi chiều tương đối nhẹ nhàng là chương trình học quốc văn mà cậu tương đối am hiểu nhìn giáo viên nhiệt tình giảng bài trên bục giảng, trong lòng Giang Kỳ Tuấn tỏ vẻ xin lỗi, trực tiếp lấy ra giấy nháp trống không, quyết đoán bắt đầu bắt cá. Vậy trước tiên đem kịch bản gốc chế tác xong đi. Công ty hoạt hình GBS, phòng họp. Đồng cốc giả lương ngày thường trầm mặt ít nói, làm chủ trì hội nghị lần này, giải thích xong kế hoạch hoạt hình kế tiếp. Nát. Cùng Giang Kỳ xã trưởng vui vẻ trò chuyện hoàn chỉnh bộ hoạt hình sau, chính mình liền hoàn toàn bị hắn cái kia bẩm sinh thiên phú thuyết phục thật không ngờ thiếu nữ xinh đẹp hoạt hình lại có thể thông qua phương thức như vậy chế tác đồng cốc giả lương ngữ khí kích động giải thích các vị đều đã rõ kế hoạch kế tiếp của công ty hoạt hình có thể sẽ có một đoạn thời gian tương đối khó khăn tôi hy vọng các vị có thể cố gắng cùng cố gắng về phần phí tổn chế tác tôi sẽ nghĩ biện pháp giải quyết với xạ trưởng nếu như là Giang Kỳ Tuấn chủ đạo hội nghị, rất nhiều nhân viên tại hiện trường còn có thể bảo trì thái độ hoài nghi, nhưng mấu chốt là đồng cốc giả lương tổ chế tác. Có thể làm cho hắn đều hưng phấn như vậy. Tuy rằng không rõ ràng lắm kế hoạch cụ thể là cái gì, các nhân viên lựa chọn thủ vững ở công ty hoạt hình GPS, trong lòng bọn họ đều mơ hồ chờ mong. Cơ bản đều là ông mộng tưởng, hoài bảo, đi tới câu lạc bộ hoạt hình mới tin này. Ai cũng hy vọng mình tham gia chế tác hoạt hình có thể ở trong giới có đánh giá cực cao, có thể đạt được thành tích không tầm thường. Khi hội nghị kết thúc, rốt cuộc kết thúc, đồng cốc giả lương lau mồ hôi trên trán, loại tình cảnh này để cho hắn đi tổ chức, nội tâm khẩn trương là không thể tránh được, chớ nói chi là chuyện trù tính chung. Hiện tại chỉ chờ gian kỳ xã trưởng nghỉ học. Chuyện quản lý công ty có thể ném cho hắn, cũng chính là kinh nghiệm lần này, vẫn là thân phận kỹ thuật trạch, càng thêm thích hợp với mình đồng cốc tiên sinh vất vả rồi. Sớm phản linh nại dù sao cũng là thành viên tổ chế tác, nạn cũng rất nghi hoặc rốt cuộc là kịch bản như thế nào mới có thể làm cho đồng cốc giả lương có thay đổi như vậy. Chuyện vất vả còn ở phía sau, còn không có tìm được thích hợp tư phương, tổng cộng muốn 300 triệu không đầu tư, giang kỳ xã trưởng còn không muốn thành lập chế tác ủy ban. Đoán chừng là lo lắng nhúng tay vào chế tác anim đi. Đồng cốc giả lương nhẹ nhàng lắc đầu nói, đi tới máy uống nước chạy bằng điện bên cạnh phòng họp, chuẩn bị uống chén nước lạnh, hơi giảm bớt tâm tình. Cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Giang Kỳ Tuấn, nếu như ủy ban chế tác làm bừa, rất có thể cả bộ anime đều phải hủy diệt. Mở điện thoại ra. Vừa định báo cáo công việc với Giang Kỳ Tuấn, anh liền nhìn thấy tin nhắn chưa đọc trên liner cực kỳ nổi bật kia. Đã tìm được bên tư vấn hoạt hình, 4 giờ rưỡi chiều tới trường đón tôi, lập tức mở ra trụ tính sản xuất của Clannac nhìn tin nhắn chưa đọc của Liner, thậm chí ngay cả cốc nước đã đầy, Kiritani Rio cũng không phát hiện ra bất cứ điều gì, vẻ mặt lộ vẻ khó tin. Lúc này mới qua bao lâu thời gian? Chuyện đầu tư hoạt hình, cứ như vậy bị xã trưởng Giang Kỳ Tuấn giải quyết xong. PS Cầu các loại miễn phí số liệu, các vị độc giả các đại lão, các ngươi số liệu chính là tác giả mã tự động lực. Chương 3.000 chữ đưa lên. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 6. Rường ra chế tác việc làm, Hirakuka Shizuka sinh ra. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Thời gian học sinh trung học nghe hồng tương đối tự do, chương trình học kết thúc lúc 3 giờ 30 chiều, thời gian còn lại để cho hoạt động xã đoàn. Lợi dụng chương trình học thời gian, bổ sung trước năm lời kịch bản gốc Giang Kỳ Tuấn. Thu thập xong đồ đạc liền chuẩn bị rời đi, cùng quan hệ coi như thân thiết mọi người chào hỏi. Ngày mai gặp lại, các vị. Giang Kỳ, hoạt động của bộ phận bóng đá cậu không chuẩn bị tham gia sao? Diệp Sơn chuẩn cũng chuẩn bị đi tới câu lạc bộ, biểu tình trên mặt đều hiện lên vẻ kinh ngạc, Giang Kỳ tuấn chính là ác chủ bài trong bộ phận bóng đá. Nếu anh ấy không ở đây chuyện tập huấn của câu lạc bộ kia, nhất định sẽ ít đi rất nhiều lạc thú mấu chốt nhất là bình thường giang kỳ tuấn chưa từng vắng mặt trong hoạt động diệp sơn giúp tôi nói chuyện với bộ trưởng đi trong khoảng thời gian này tôi sẽ bổ sung giang kỳ tuấn nhẹ nhàng xua tay tiếp nhận công ty hoạt hình gbs tham dự vào chuyện chế tác hoạt hình mới so với trong tưởng tượng còn rườm rà hơn hoạt động xã hội làm gì có tương lai của mình quan trọng hắn hiện tại ý nghĩ rất đơn giản mau chóng đem klanat này bộ anime cấp chế tác ra đây tuyệt đối là động hòa hội lật ngược tình thế hy vọng diệp sơn chuẩn nhận được câu trả lời chính xác dừng chân tại chỗ nhìn bóng lưng giang kỳ tuấn rời đi nhíu mày rơi vào trầm tư chẳng lẽ bạn học giang kỳ gặp phải chuyện gì do dự một lát cuối cùng anh cũng không truy hỏi hơn nữa với hiểu biết của mình về tính cách giang kỳ tuấn nếu có chỗ nào cần giúp đỡ chắc chắn sẽ không có gì đâu cứ cảm thấy buổi chiều giang kỳ trở về lạ lạ ngay cả đi học cũng đi làm hỏi thăm nhiều lần cũng không muốn nói hộ bộ tường hai tay chồng lên nhau đặt sau ót có sự khác biệt rất lớn so với giang kỳ tuấn ngày thường ở chung hắn có thể nhận ra rõ ràng vị trí phía sau phòng học lấy tam phố ưu mỹ tử làm chủ thói quen sắm vai thuốc điều hòa trong xã giao bị vây bởi bỉ tân nghe được dịp sơn bạn học hộ bộ bàn luận về giang kỳ tuấn cô theo bản năng nhìn về phía bóng lưng giang kỳ tuấn vội vã rời đi am hiểu quan sát bầu không khí nhận ra bầu không khí thay đổi. Nhưng tình huống bây giờ. Từ bị tân kết y nhìn về phía kế hoạch sau khi tan học của sướng tán, không nghĩ ra nên thoát thân như thế nào, đành phải đem phần lo lắng kia giấu ở đáy lòng. Bạn học Giang Kỳ. Cậu ấy, rốt cuộc làm sao vậy? Giang Kỳ Tuấn cũng không nghĩ tới, cũng bởi vì GBS công ty hoạt hình sự tình. Sẽ làm trong lớp các học sinh sinh ra các loại hiểu lầm Bước chân vội vàng rời khỏi tòa nhà dạy học ở cổng trường liền nhìn thấy bóng dáng trung niên của đồng cốc giả lương. Đứng trước một chiếc xe hơi khá cao, vẻ mặt đau khổ quan sát sinh viên ra vào trường học, sợ Giang Kỳ Tuấn không nhớ rõ mình. Xã trưởng Đồng cốc tiên sinh, gặp công ty hoạt hình GBS trước đi, tài chính chế tác khoảng 2. Ba ngày nữa sẽ đến, chuẩn bị tổng thể chế tác. Giang Kỳ Tuấn ngồi ở hàng sau, sắp xếp lại quy trình làm việc dựa vào quy mô nhân viên hiện tại của công ty hoạt hình GBS, muốn làm ra bộ anime Clannad này, chỉ có thể tìm thuê ngoài. Vẫn còn. Đem tất cả công tác giai đoạn đầu đều xử lý tốt, cuối cùng thành phim hoạt hình cũng tuyệt đối sẽ không kém, dù sao kịch bản gốc, nhân thiết, giám sát. Toàn bộ đều là hắn tự mình đáng đo. Có công ty thuê ngoài nào đáng tin cậy hơn không? Tốt nhất là tổ chức một cuộc họp tuyển dụng trong khoảng thời gian này, nếu có thể đào được một số họa sĩ gốc, chụp ảnh, biểu diễn, áp lực công việc sẽ không quá lớn. Công tác giám sát đơn giản, Giang Kỳ Tuấn còn có thể đảm nhiệm, mỗi khung hình của bộ phim hoạt hình Clannac này đều khắc sâu trong đầu. Có thể làm tốt phân kính, mới xem như đạt tiêu chuẩn giám sát. Mà ý tứ đại khái của phân kính chính là, mỗi một ống kính cần hình ảnh như thế nào, phải hoàn mỹ bày ra như thế nào. Yêu cầu về bản lĩnh vẽ tranh cũng không cao dù sao kiếp trước liền có rất nhiều đảo quốc hoạt hình giám sát vẽ ra phần kính phi thường qua loa có thậm chí liền viết chồng văn tự đi ra đơn giản nói rõ nội dung hình ảnh nhưng chỉ cần diễn xuất có thể xem hiểu sẽ không có vấn đề dù sao cũng có cl nguyên bản để tham khảo giang kỳ tuấn trước khi xuyên việc lại là họa sĩ nổi tiếng đơn giản chỉ là tiêu hao tinh lực mà thôi điều anh lo lắng chính là những vấn đề khác ví dụ như diễn viên lồng tiếng lựa chọn ai thích hợp hơn Nhiệm vụ nhân viên dưới tay nên phân phối như thế nào Thân kim nhiều chức Thời gian sửa cân bằng như thế nào Tóm lại Trực tiếp chế tác hoạt hình Điều này đối với Giang Kỳ Tuấn mà nói Tuyệt đối là khiêu chiến phi thường lớn Nhưng tên đã lên dây Sẽ không có đạo lý không bắn Nếu là hòa sĩ gốc Tôi có một người bạn có trình độ rất tốt Cũng không biết cô ấy có ý định đổi nghề hay không Trong lúc chờ đèn xanh đèn đỏ Đồng cốc giả suy tư một lát rồi trả lời hiểu rõ tầm quan trọng của họa sĩ gốc trong chế tác hoạt hình. Căn cứ vào phân kính mà Chủ tịch Giang Kỳ đưa ra, chuyển hóa thành lây út. Lây út có nghĩa là bản thiết kế, cấu trúc, tác dụng là xác định triệt để nội dung hình ảnh, chính xác đến từng chi tiết của từng khung hình. Đây cũng là bước quan trọng trong quá trình làm phim hoạt hình. Cố gắng liên lạc đi, nếu không phải muốn chiếu cố tình huống học tập, tôi cũng không muốn vẽ phân kính, trực tiếp thiết kế lây út. Giang Kỳ Tuấn nhẹ nhàng lắc đầu, hiện tại đã kim mấy chức, chế tác, giám sát, nhân thiết, nếu như đang gánh vác nguyên họa. Cho dù là gan đế, cũng hoàn toàn chịu không nổi. Hơn nữa công ty hoạt hình GBS cũng không thể dựa vào phụ trọng của mình mà đi về phía trước, toàn bộ công ty đều phải vận hành, tiến hành các loại phối hợp. Anh vẫn không quên bổ sung. Đúng rồi Kiritani, giờ làm việc cũng phải điều chỉnh, từ 2 giờ chiều đổi thành 10 giờ sáng thời gian tan tầm, tạm định 22 giờ tối đi. Được rồi. Đi tới công ty hoạt hình GBS, so với hoàn cảnh quận Bách lúc trưa, thái độ của rất nhiều nhân viên lưu lại đối với Giang Kỳ Tuấn rõ ràng đã thay đổi. Giang Kỳ xã trưởng. Đơn giản chỉ cần nói xin chào. Giang Kỳ Tuấn trực tiếp đi tới văn phòng xã trưởng, mở ra máy tính mục tiêu cực kỳ rõ ràng, đêm nay nhất định phải đem kịch bản gốc cho viết đến 12 lời về chuyện chế tác trù tính chung hoàn toàn giao cho đồng cốc giả lương sớm phản linh nại nếu chuyện gì cũng phải nhúng tay vào phỏng chừng đầu óc đều muốn nổ tung mà trình độ nghiệp vụ của đồng cốc giả lương cũng tương đối online tuy rằng bên ngoài công việc trầm mặc ít nói nhưng đặt mình trong công việc lại vô cùng nghiêm túc đem bộ phận chế tác nhiệm vụ phân phối đến trong tay tất cả nhân viên mặc dù tình huống thân kim mấy chức cũng không có bất kỳ xung đột thời gian làm việc nào mặc dù trong văn phòng trống rỗng. Rất nhiều nhân viên của công ty đã quyết định giữ vững vị trí này, họ biết rằng bộ Anim Clannac là hy vọng của công ty hoạt hình GBS. Tiểu tỉnh, nơi này chính là câu lạc bộ hoạt hình mà em nói đến. Khi từ chỗ lão sư biết được, mình có một vị học đệ muốn chế tác hoạt hình, dưới tuyết dương nải nội tâm liền sinh ra hứng thú cực lớn. Trước tiên vứt bỏ thân phận đệ tử khai giảng này không nói. Nếu như sau khi đầu tư vào bộ anime này xác định có hồi báo, cô tự nhiên sẽ không bỏ qua, ai sẽ gây khó dễ với tiền chứ? Và Giang Kỳ Tuấn cũng là học sinh của tiểu tỉnh, vậy có phải hay không? Dương nải đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó thú vị, khóe miệng hơi nhếch lên. Treo nụ cười giảo hoạt. Hoặc... Từ khi Shizuka hít mạnh một hơi thuốc lá, nhìn này bề ngoài bộ dáng dương quang hoạt bát, nội tâm lại vô cùng phúc hắc học sinh, đều có chút do dự mời Dương Nãi gia nhập, rốt cuộc có phải là quyết định chính xác hay không? PS Cảm tạ Brown đại lão vé tháng, sau đó tiểu tác giả quỳ cầu miễn phí hoa tươi, phiếu đánh giá, chỉ cần hơi có chút số liệu, tác giả hôm nay trực tiếp đổi mới đến 3 vạn chữ. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 7. Dương chính là so với đầu tư Anim, ta càng. Bạn đang nghe tại truyện.audio. Cùng với sự rung động của điện thoại di động, Giang Kỳ Tuấn nhìn về phía tin nhắn chưa đọc của LINE, bả vai hoạt động có chút đau nhức. Thời gian lặng lẽ đến 6 giờ tối. Cũng không đợi cảm khái thời gian nhanh chóng trôi qua, lần nữa bắn ra nói chuyện phím tin tức, đem hắn toàn bộ lực chú ý cho hấp dẫn quá khứ. Giang Kỳ, ta đến ngươi công ty dưới lầu, cụ thể tầng lầu là Người đâu? Nắm đắm. Jeep à, đây là chuẩn bị thị sát công ty. Giang kỳ tuấn vốn cảm thấy, phải đợi hai. Ba ngày mới có thể nhanh chóng ký hợp đồng đầu tư, không ngờ bình mộ tỉnh lại đột nhiên đến như vậy. Trả lời tin nhắn đơn giản hắn liền mang theo điện thoại di động chuẩn bị đi đón tỉnh đáng yêu, dù sao cũng là, Clannad, anim kế hoạch nhà đầu tư, thái độ nhất định phải đúng chỗ. Sau đó cũng rất trùng hợp đụng tới nửa giờ cao điểm sau, chỉ là chờ thang máy đã tiêu hao không ít thời gian, dừng chân ở lối ra tòa nhà văn phòng. Giang Kỳ Tuấn nhìn đám người rộn ràng nhốn nháo, rất nhanh tìm được bóng dáng Hirasuki tỉnh, mặc áo khoác không tay màu đen, phối hợp với tay áo dài màu trắng. Mái tóc dài phiêu vật, chiều cao ngạo nhân cực kỳ nổi bật. Mặc dù ở bên ngoài trường học, Hirakuka Shizuka vẫn duy trì phong cách lão luyện đó, nhưng đứng bên cạnh cô, đó giống như bóng dáng của chị gái nhà bên, nhưng lại làm cho ánh mắt hắn có chút vi diệu. Để tóc ngắn màu đen, mặc váy hoa màu trắng, có dáng người kiêu ngạo dưới tuyết. Dương Nãi cũng đang quan sát chung quanh. Ở đây. Khi nàng nhìn thấy mặt tổng võ cao đẳng trung học đồng phục, nhìn chung quanh rõ ràng là tìm người Giang Kỳ Tuấn lúc nhiệt tình phất tay chào hỏi. Đều đã bị đối phương nhận ra, Giang Kỳ Tuấn cũng chỉ đành kiên trì trên mặt mang theo nụ cười đi tới tiếp đãi. Nội dung cốt truyện quan trọng của Xuân Vật thúc đẩy nhân vật, cũng là chị gái của Tuyết Nải, người phụ nữ hư hỏng có thể so với bình mộ tỉnh. Khiến Giang Kỳ Tuấn cảm thấy ngoại ý muốn là mình ngay cả Tuyết Nải cũng chưa tiếp xúc, cư nhiên bởi vì công ty hoạt hình, sớm quen biết Dương Nải. Kiếp trước, hắn đối với Dương Nải tính cách từng có tỉ mỉ hiểu rõ, dùng đơn giản mà nói chính là bị đề tuyến khống chế nhân sinh về mặt tính cách không thể nói là xấu. Chính là lúc ở chung nhất định phải lưu tâm một chút, hơi không để ý cũng có thể bị bán đi, luôn theo thói quen ngụy trang ra bộ dáng cởi mở. Ta nghe tiểu tỉnh nói qua chuyện của ngươi, ta là Dương Nại dưới tuyết, xem như là học tỷ của ngươi, xin chỉ giáo nhiều hơn nha. Dương là học tỷ, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Kỳ Tuấn trên mặt lộ vẻ tươi cười, tuy rằng Dương chính là tính cách tương đối thích làm chuyện, nhưng nhiều nhất cũng chỉ là trêu đùa riêng tư loại chuyện liên quan đến đầu tư hoạt hình này, hai bên khẳng định đều có giới hạn của mình. Hắn chợt nhìn về phía Hirasuki tỉnh. Lão sư, về chuyện đầu tư anime, chúng ta vẫn là đi JBS Animatino xã nói chuyện đi. Có thể. Bình mộ tỉnh nhẹ nhàng gật đầu, kéo dương tham dự đầu tư, có phương diện nguyên nhân là tài chính lưu động không đủ, nhưng phần lớn là muốn mượn sức ảnh hưởng của gia tộc dương nếu anime này có thể được phát sóng trên truyền hình tỉnh Chi Ba. Thành tích cuối cùng nhất định sẽ tốt hơn rất nhiều, về phần tính cách Dương Nải có chút thích làm chuyện, cô tin tưởng Giang Kỳ Tuấn có thể ứng phó được. Sau đó, vội vàng rời khỏi công ty hoạt hình GBS, mang theo hai chị gái xinh đẹp kéo đầy, trở về văn phòng chủ tịch Giang Kỳ Tuấn. Trong nháy mắt liền trở thành tiêu điểm của tất cả nhân viên. Giang Kỳ Tuấn rót cho các cô ly nước trà, giọng nói lạnh nhạt nói chỉ có trà lúa mạch, hy vọng thầy Dương Nãi học tỷ đừng để ý sẽ không nha. Nếu như Giang Kỳ Quân ngươi không có mặt tổng võ cao chế phục, ta cảm thấy ngươi hiện tại nhất định là vị đủ tư cách xã trưởng. Dương Nãi bưng chén lên nhấp ngụm trà lúa mạch, đôi mắt đẹp mắt kia công thành trăng lưỡi liềm dùng ngữ khí rất tự nhiên khen ngợi. Nhưng không thấy được phản ứng gì trên mặt Giang Kỳ Tuấn. Điều này làm cho lòng hiếu kỳ của cô vốn đã mãnh liệt đối với Giang Kỳ Tuấn càng cảm thấy hứng thú. Trước hết bỏ qua phương diện tài hoa năng lực không nói đến. Tính cách Cái này cũng tuyệt đối khéo đưa đẩy so với mùi mùi tuyết nải của mình, thậm chí đều còn có loại vượt xa học sinh trung học cùng tuổi mấy lần thành thục. Vốn chỉ là học sinh trung học bình thường, lại bởi vì gia đình duyên cớ kế thừa anim xã, mình mong nợ nần cần hoàn trả, căn bản cũng không có tương lai lựa chọn. Mặc dù nói ra rất dối trá, nhưng Dương Chính cảm thấy vận mệnh của Giang Kỳ Tuấn có chút tương tự với mình, đều là cuộc sống được lên kế hoạch tốt, không có quyền lựa chọn. Tất nhiên, cũng bởi vì chỗ chung này liền sinh ra cộng tình, đây hoàn toàn không phải tính cách của Dương Nãi, nhiều nhất chính là nghiêm túc xem kỹ đầu tư lần này. Trên mặt nàng vẫn là nụ cười kia, đi vào chính đề nói. Giang Kỳ Quân, ngươi bộ này thiếu nữ xinh đẹp anim kế hoạch, có càng thêm hoàn thiện phiên bản sao? Kịch bản 12 câu trước đã viết xong, nếu có chỗ nào không rõ ràng, ta có thể giải thích cặn kẽ cho ngươi." Giang Kỳ tuấn lợi dụng máy in trong phòng làm việc của chủ tịch, in ra kịch bản gốc từ một. mười 12, dù sao cũng liên quan đến đầu tư. Điểm lợi nhuận chủ yếu, mục tiêu thụ chúng, hắn đều đã sớm làm tốt bản thảo. Nhìn ra được, Giang Kỳ quân cực kỳ cố gắng. Dương Nãi cười khanh khách tiếp nhận kịch bản gốc, mặc dù đối với lĩnh vực hoạt hình là người thường thuần túy, nhưng văn tự bày ra cảm giác mãnh liệt. Cô rất nhanh liền đắm chìm vào trong đó, có điểm tương tự như kịch đơn nguyên. Mỗi tình tiết dường như đều có, Giang Kỳ Tuấn muốn biểu đạt tình cảm, ý nghĩa cho khán giả, đáng tiếc kịch bản gốc chỉ có 12 từ. Nếu có thể xem hết hướng đi của 24 tập phim hoạt hình này. Dương Nải Tài đánh giá toàn diện hơn, nhưng ít nhất giai đoạn hiện tại nội dung vở kịch tuyệt đối là ưu tú không thể nghi ngờ. Cậu định dựa vào bộ anime này để kiếm lời như thế nào? Quan trọng nhất hẳn là bản quyền, mua đĩa phim vân vân, tiếp theo sẽ chế tác CL sân trường trò chơi cùng người xung quanh sản phẩm. Phương thức lợi nhuận của ngành hoạt hình cũng rất đơn giản thô bạo. Song phương đều là người thông minh, về phần cam đoan có bao nhiêu đĩa phim tiêu thụ, loại hành vi vẽ bánh này hoàn toàn không cần thiết. Mấu chốt nhất. Dương Đại sau lưng gia tộc nhưng là thiên diệp huyện nổi danh chính trị đoàn thể nếu như có thể tiếp xúc đối phương tài nguyên nói không chừng còn có thể đi lên đài truyền hình đến lúc đó lượng tiêu thụ đĩa cd tuyệt đối sẽ nhiều hơn so với tưởng tượng cho dù đó là những gì đã xảy ra với cậu hay mức độ xuất sắc thực sự của bộ anime này tôi nghĩ không ai có thể không động tâm dương đãi trên mặt lộ vẻ tươi cười hoàn toàn chính là bộ phim hoạt hình này quá mức ưu tú nhưng đem lời nói dễ nghe một chút ai cũng biết trên mặt cô lộ ra nụ cười giảo hoạt đề nghị giang kỳ quân thật ra so với đầu tư vào hoạt hình em càng muốn đầu tư vào anh hơn thiên tài hoạt hình tuyệt đối đối mặt với dương nãi hoạt bát hơi có vẻ dí dỏm giang kỳ tuấn vuốt mũi nữ nhân này đẳng cấp chính là cao quả thực không cần quá biết nếu không là rõ ràng bản tính của nàng nói không chừng liền hoàn toàn rơi vào tay giặc giang kỳ tuấn trên mặt vẫn là nụ cười lạnh nhạt kia bổ sung. Na Dương là học tỷ, tỉ, tỉnh lão sư, chúng ta vậy chuẩn bị chuyện hợp đồng đi. TS. Vì sao không có bình luận, các vị độc giả các đại lão, nếu như quyển sách này có cái gì viết không tốt địa phương, có thể tại bình luận khu nói cho tác giả, mỗi cái đều sẽ tỉ mỉ nghiêm túc xem. Thanh Minh Đạp Thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4 chương 8 Tiểu ác ma mở ra răng nanh Hố mùi mùi Bạn đang nghe tại truyện chấm audio Các cuộc đàm phán về thu nhập vẫn diễn ra suôn sẻ với tư cách là chủ sở hữu bản quyền, Giang Kỳ Tuấn sở hữu 40% lợi nhuận của Anim Klanat. Bình mộ tỉnh, Dương Nãi đầu tư chế tác, mỗi bên có 30% lợi nhuận cuối cùng. Số tiền thu được bao gồm bản quyền phát sóng, để bình dương, các sản phẩm ngoại vi, v.v tương tự như số tiền thu được từ các trò chơi gan gam. Không bao gồm trong hợp đồng này. Hơn nữa, lợi nhuận hợp đồng chỉ giới hạn trong hoạt hình mùa 1 của CL, nếu Giang Kỳ Tuấn muốn chế tác mùa 2, không cần chia sẻ với những người khác. Dương Nãi Học tỷ, tỉ, Tỉnh lão sư hợp tác vui vẻ. Hoàn thành hợp đồng ký kết, tuy rằng tài chính còn chưa tới sổ sách, sau đó chỉ cần tài vụ tiến hành kết nối, không cần Giang Kỳ Tuấn quan tâm điều anh ấy cần làm bây giờ. Klanac là bộ anime hoàn hảo nhất và làm thế nào để tái chế chi phí sản xuất một cách hiệu quả. Tuy rằng công ty hoạt hình GBS chỉ là công ty nghiệp dư, nhưng kênh tiêu thụ đĩa phim rất hoàn thiện. Kiếp trước tiếp xúc anime Bình Dương Đĩa là dựa theo quyển phương thức bán ra, mỗi quyển có 2-3 tập anime, quý phiên đại khái có 4-6 quyển. Giá bán trung bình mỗi cuộn là 6,000. Clannad lại là phiên bản thứ 24 trong nửa năm, tạm thời đặt ra tình huống 12 tập, mua trọn bộ để Bình Dương sẽ mất 80.000. Lượng tiêu thụ bình quân có thể lên tới 30.000. Đầu tư của Dương Nải, Bình Mộ Tỉnh sẽ không lỗ vốn, nếu tính cả bản quyền phát sóng, sản phẩm xung quanh, kiếm mấy chục triệu khẳng định không thành vấn đề. Và rồi, Giang Kỳ Tuấn nên suy nghĩ như thế nào, đem Clannac quảng bá trên toàn bộ phương diện ánh đèn nê ông chỉ có như vậy mới có thể tối đa hóa lượng tiêu thụ. Sau khi chuyện đầu tư kết thúc, Dương Nải vốn khí tràn còn rất cường đại, liền trong nháy mắt chuyển đổi thành tính cách hoạt bát đáng yêu. Cô vỗ vỗ túi sách nữ sĩ, cuối cùng đem biểu tình đáng thương hề hề hướng về phía bình mộ tỉnh, lời nói mũi nhọn lại nhắm thẳng vào Giang Kỳ Tuấn. Tiểu tỉnh, tới đây rất vội vàng, đến bây giờ vẫn chưa ăn tối, em hẳn là không ngại anh ăn chực bữa cơm tối chứ dù sao toàn bộ tiền đều cầm đi đầu tư giang kỳ quân rồi so với bình mộ tỉnh trực tiếp xem nhẹ đối mặt với ánh mắt dễ dàng làm cho người ta thương tiếc của dương nãi giang kỳ tuấn cũng có chút khó chịu đây tuyệt đối là yêu tin mài người chỉ là ánh mắt nhìn nhau hắn nhanh chóng bại trận ngữ khí bất đắc dĩ nói nếu dương nãi học tỷ còn chưa ăn cơm vậy lần này để tôi mời khách này giang kỳ quân quả nhiên rất lịch sự nếu như là nguyên liệu nhật bản cao cấp cơm tây hiện tại số dư khẳng định bất lực nhưng dù sao dương nãi bình mộ tỉnh giúp mình giải quyết vấn đề mấu chốt nhất nơi mời khách ăn cơm tự nhiên sẽ không quá tùy tiện đi tới gần cbg một nhà hàng cơm tây đẳng cấp coi như tạm được giang kỳ tuấn cũng đã chuẩn bị tâm lý xuất huyết thật tốt bồi bàn chọn lựa vị trí gần cửa sổ dương nãi liền trực tiếp cầm lấy thực đơn không hề khách khí với giang kỳ tuấn tiếp đón nhân viên phục vụ liền bắt đầu gọi món ăn. Món khai vị cần salad hải sản nấm cục đen, canh nấm bơ, thịt bò bít tết Wellington với rượu vang đỏ, đồ ngọt cần bánh ngọt chocolate hạt dẻ. Khi Dương Nãi gọi món ăn, Giang Kỳ Tuấn ngược lại không cảm thấy có gì, nhưng chỉ nhận lấy thực đơn, nhìn rõ giá cả. Khóe miệng hơi giật giật kia, cũng đã nói rõ tâm tình. Nếu như không phải trực tiếp rời đi rất không lễ phép, hắn đột nhiên cảm thấy tiệm mì sợi dưới lầu cũng rất tốt, lượng lớn quảng no. Cũng không có giống như dương nãi. Sau khi chọn ra món ăn có giá cả tương đối thích hợp, có thể lấp đầy bụng, Giang Kỳ Tuấn liền đưa thực đơn cho bình mộ tỉnh bên cạnh. Vừa mới quay đầu. Liền cùng dương nãi kia nghiền ngẫm ánh mắt đối diện, nàng kia tinh tế trắng nõn hai tay đặt ở cầm, hứng thú nhìn mình. Giang Kỳ Quân, em có thể tùy tiện gọi nha đối mặt với lời trêu ghẹo của dương nãi giang kỳ tuấn khống chế biểu tình cái gì gọi là có thể tùy tiện một chút rõ ràng người tính tiền chờ lát nữa là hắn hắn bất động thanh sắc phản kích có thể cùng tỉnh lão sư ăn cơm cũng đã đủ rồi dù sao có câu nói tú sắc khả cơm dương nãi biểu tình đều có chút không cam lòng nàng đem ánh mắt hướng về phía bình mộ tỉnh tuy rằng bộ dạng chẳng phân biệt được sắc thu nhưng nàng còn rất trẻ tuổi đương nhiên lời này khẳng định sẽ không nói ra. Về phần Giang Kỳ Tuấn bất động thanh sắc phản kích, cô cũng không có bất kỳ để ý, càng cảm thấy vị học đệ này của mình thú vị. Cũng rất vui. Có Dương là phần tử hoạt động xã giao, bầu không khí tuyệt đối sẽ không có thành tích. Sau khi bàn tán về mối quan hệ của Giang Kỳ Tuấn, anh nhanh chóng chuyển sự chú ý sang quá trình quảng bá anime Clannad. Nếu như chỉ là dựa vào Internet con đường tuyên truyền, bình dương để phim lượng tiêu thụ cũng rất khó đứng lên đi giang kỳ quân ngươi có phương pháp khác sao muốn lượng tiêu thụ tốt hơn cũng chỉ có thể thông qua tuyên truyền của đài truyền hình chỉ cần có thể lấy được tư cách phát sóng lượng tiêu thụ tuyệt đối có thể tăng gấp đôi tuy rằng không biết dương chính là nữ nhân xấu xa này rốt cuộc cất giấu tâm nhãn như thế nào chỉ cần nghi vấn về phương diện hoạt hình giang kỳ tuấn liền kiên nhẫn giải thích cho nhà đầu tư dù sao cô cũng đã hứa hẹn tuyệt đối sẽ không nhúng tay vào chuyện chế tác hoạt hình. Vậy với tư chất của công ty hoạt hình GBS, chắc là hơi khó làm nhỉ. Dương Nãi trên mặt mang nhàn nhạt ý cười, lấy gia tộc quan hệ muốn giải quyết vấn đề này, tối thiểu thiên dịp huyện đài truyền hình hoàn toàn không thành vấn đề. Nhưng, nàng cũng không có bất kỳ ý nghĩ vương tay giúp đỡ nào, ngược lại là nghĩ đến chuyện rất thú vị, ánh mắt dảo hoạt nhìn về phía Hirasuki Jin. Tiểu tỉnh anh nghe nói tiểu tuyết chính là bộ trưởng bộ phận phục vụ, chính là câu lạc bộ chuyên giúp bạn học giải quyết phiền não. Hẳn là có thể giúp Giang Kỳ Quân một chút chứ. Hirasuki im lặng một lát, cũng không trả lời, lo lắng loại chuyện này đối với tuyết nãi mà nói, có thể cổ vũ hay không. Dù sao tuyết chính là ở trong trường học, cơ bản là xử lý chút ít bạn học giao tiếp quan hệ, loại chuyện đơn giản này. Nếu nó liên quan đến việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài, đặc biệt là liên quan đến việc quảng bá anime Clannac. Tuyệt đối là địa ngục khó khăn. Hirakuka im lặng một lúc rồi trả lời. Điều đó phụ thuộc vào ý kiến của cô ấy. Nếu Giang Kỳ Quân về phương diện tuyên truyền sự tình, không có đầu mối, có thể đi bộ phận phục vụ tìm tiểu tuyết nải nha, nàng là mùi mùi của ta nha. Dương nải trên mặt lộ ra nụ cười dí dỏm, hướng Giang Kỳ Tuấn đánh cái uyên. Nếu như lúc anime chính thức tuyên truyền, tuyết nãy còn chưa xử lý xong chuyện này vậy nạn mới có thể cân nhắc tham gia được giang kỳ tuấn ngược lại không có ý kiến rõ ràng dương muốn thông qua phương thức của mình trợ giúp tuyết tiến hành trưởng thành chắc chắn rồi rõ ràng thành phần gây chuyện càng nhiều trực tiếp cự tuyệt nói không chừng sau này còn có thể dây dưa với mình đơn giản hiện tại liền trực tiếp đáp ứng có thể tiết kiệm rất nhiều chuyện giống như tiểu thuyết đồng nhân kiếp trước các loại cưỡng chế gia nhập bộ phận phục vụ cũng không có phát sinh, ngược lại là thân phận người ủy thác, tìm kiếm Tuyết nải trợ giúp, đại khái liền cùng bên a không khác nhau đi. Và liền từ Tuyết nải năng lực gốc độ xuất phát, quả thật có thể trợ giúp hắn còn lại rất nhiều thời gian, có miễn phí công cụ người liền không có không cần đạo lý. Người tổ chức bữa tối này Dương Nãi rất vui mừng, đầu tư vào Anim Clan của công ty hoạt hình gbs còn nhận ra Giang Kỳ Tuấn rất thú vị uống xong rượu vang đỏ cô có chút say vẫn không tận hứng lôi kéo bình mộ tỉnh đi tới quán rượu thường xuyên đến tiếp tục trận thứ hai chỉ để lại giang kỳ tuấn trong nhà hàng tây nhìn hóa đơn bữa tối trị giá cực lớn kia ta thân kim mấy chức tình huống cho mình phát điểm tiền lương hẳn là rất không quá phận đi bằng không kế tiếp mấy tháng liền phải chết đói giang kỳ tuấn cũng có chút tê dại da đầu về sau cần phải giảm bớt tiếp xúc với dương nãi giới thiệu đàn bà tuyệt đối không phải người tốt làm tốt tâm lý xây dựng, móc ví tiền ra liền chuẩn bị đi tính tiền. Kết quả, sau khi cô gái thu ngân ở quầy tiếp tân nhập hóa đơn, với một nụ cười chuyên nghiệp trên khuôn mặt, xin lỗi giải thích. Thưa ông, hóa đơn đã được thanh toán bởi người phụ nữ trước đó. Là cô gái mặc váy trắng kia sao? Đúng vậy, thưa ngài. Rời khỏi nhà hàng tây, Giang Kỳ Tuấn không nghĩ tới chính là cẩn thận đề phòng cô như thế nào, mình vẫn bị Dương Nãi treo cợt vì đầu tư vào phim hoạt hình nát, tiếp xúc là không thể tránh khỏi. Nghĩ tới đây, Giang Kỳ Tuấn không khỏi nắm chặt nắm đấm, nội tâm quyết đoán đưa ra quyết định. Lần sau nhất định phải hung hăng giết nàng. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 9. Là cố ý không cẩn thận bị trễ bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Công việc chế tác anime tương đối nặng nề, giải quyết xong bữa tối, Giang Kỳ Tuấn liền trở về công ty hoạt hình GBS, giờ tan tầm cũng đã sửa chữa. Hắn làm lão bản, thật đúng là phải làm gương tốt. Dù sao kịch bản gốc, phân kính, nhân thiết, N công việc đều còn chưa hoàn thành, muốn CLANNAJ bộ anime này nhanh chóng chế tác. Trở thành vua gan là điều không thể tránh khỏi người phụ trách tổ chế tác đồng cốc giả lương, sau khi tiến hành phân phối công việc, công ty hoạt hình GBS gần 7 giờ tối. Đèn đuốc sáng trưng như cũ, tất cả mọi người phấn đấu ở cương vị công tác. Kiritani, CL phía trước 12 lời kịch bản đã chế tác hoàn thành, ngươi phải phối hợp ta đem nhiệm vụ phân công đi xuống, về phần nguyên họa sĩ. Trong công ty hoạt hình GBS, có ai có thể tự sản xuất lay út không? Kịch bản hoạt hình xem như là công việc đơn giản nhất, Hiện tại CL đã có nội dung 12 câu đầu, nhiều nhất chỉ hoàn thành trong 2 ngày. Tiếp theo, chính là công việc phân kính, thiết lập con người với khối lượng công việc nặng nề. Muốn nâng cao hiệu suất chế tác hoạt hình CL, nhất định phải tiến hành đồng bộ, Giang Kỳ Tuấn không hiểu rõ lắm về trình độ tổng thể của nhân viên công ty. Loại tình huống này cũng chỉ có thể từ đồng cốc giả lương tiến hành chế tác lấy được tin tức chuẩn xác. Xã trưởng hiện tại trong công ty có một họa sĩ gốc trình độ không tệ nhưng cô ấy am hiểu về tranh nền còn cần tìm một họa sĩ gốc đáng tin cậy sau đó chính là hội tuyển dụng đã đang chuẩn bị đồng cốc giả lương báo cáo các loại nhiệm vụ công tác tổ tiến hành chế tác cũng chính là phụ trách công tác phương diện này quản lý tiến độ chế tác cả bộ an ninh và rồi ngay cả các công việc lạc vặt trong xã hội hoạt hình gbs cũng cần phải gánh vác vậy thì tuyển một nhóm tuyển vào chậm rãi bồi dưỡng, nếu có nhân viên thích hợp, có thể cân nhắc phí chuyển công tác. Đơn giản bố trí xong nhiệm vụ công tác, Giang Kỳ Tuấn nhìn về phía thời gian di động, đã gần 22 giờ đêm, tiếp tục lưu lại. Phỏng chừng ngay cả xe điện cũng rất khó bắt kịp. Nếu như bỏ lỡ, hắn cũng không muốn trở thành khách hàng oán hận của xe taxi neon, mang theo văn kiện công việc chưa hoàn thành. Giang Kỳ Tuấn quyết đoán rời khỏi công ty hoạt hình GBS với tư cách chủ tịch công ty cũng không có cư trú ở khu dân cư cao cấp chỉ là một khu dân cư bình thường độc lập mặc dù không cần phải trả tiền thế chấp nhưng người cha đáng ghét của cậu đã thế chấp căn nhà này cho ngân hàng trung ương nê ông nếu như không thể trả nợ trong thời hạn nhà sẽ bị ngân hàng lấy đi lưu lạc đầu đường loại chuyện này cũng không phải giang kỳ tuấn đang nói đùa trở về phòng ốc trống trải đơn giản tiến hành rửa mặt liền bắt đầu vòng thứ hai gan đế hàng ngày. Trước tiên đem phân kính của câu thứ nhất chế tác ra, đồng bộ tiến hành mới có thể tối đa hóa hiệu suất. Thẳng đến trạng sáng hơn 2 giờ, Giang Kỳ Tuấn mới có thời gian nghỉ ngơi, bận rộn cả ngày cơ hồ là ngã đầu liền ngủ trạng thái. Giang Kỳ Tuấn Là cố ý không xin nghỉ, hay là không cẩn thận? Sư phụ, là cố ý, không cẩn thận. Đối mặt với ánh mắt sắc bén của bình mộ tỉnh, sắc mặt gian kỳ tuấn bình tĩnh giảo biện hắn cũng chỉ bỏ lỡ tiết học thứ nhất vẫn là lớp học yên tĩnh đáng yêu dù sao hắn tình huống bây giờ song phương đều trong lòng biết rõ trình độ cho nên liền hơi chút đem đồng hồ báo thức điều chậm nửa giờ mà thôi hơn nữa ta chỉ là muộn một giờ không có nghiêm trọng đến trốn học trình độ cái gì gọi là muộn một tiếng vẻ mặt bình mộ tỉnh trực tiếp động lại chưa từng thấy ai đúng lý hợp tình như vậy tuy rằng rõ ràng tình huống hiện tại của giang kỳ tuấn người này tuyệt đối thức đêm đến rạng sáng nhưng cho dù là người trẻ tuổi tinh lực dồi dào thức đêm một thời gian dài tuyệt đối là hành vi tiêu hao thân thể cô tìm được lon cà phê đen trong tủ đưa cho giang kỳ tuấn hirakuka shizuka nghiêm túc cảnh cáo giang kỳ lần sau không được làm ví dụ nữa đừng để tôi bắt được cậu đang ngủ trong lớp tuy rằng ngữ khí rất nghiêm khắc nhưng vẫn có thể cảm nhận được sự quan tâm của tỉnh khả ái đối với mình giang kỳ tuấn cầm lấy cà phê hậu quả cắt đứt chắc chắn rồi lúc trời đi cậu vẫn không quên trêu chọc nói thầy hirakuka thật ra lúc thầy không nổi giận vẫn rất dịu dàng mà cái gì gọi là lúc không nổi giận vẫn rất dịu dàng sau khi nghe giang kỳ tuấn nói nhảm về văn học nhìn bóng lưng anh rời đi vẻ mặt nghiêm túc của bình mộ tỉnh cũng không dừng lại nhẹ nhàng lắc đầu chẳng lẽ trong mắt Giang Kỳ Tuấn, mình thật sự rất dịu dàng. Nếu ngay cả học sinh cũng cảm thấy tính cách mình không tệ, nhưng vì sao vẫn độc thân từ lúc mang thai đến bây giờ? Nghĩ đến đây. Bình mộ tỉnh sắp gần 3 tuổi, tâm tình có loại phiền não khó hiểu, theo thói quen móc thuốc lá ra châm lửa, hoài nghi nhân sinh. Cũng không có nhiều áp lực quấy nhiễu ngày hôm qua, tâm tình Giang Kỳ Tuấn đều thoải mái hơn rất nhiều, khôi phục lại trạng thái ở chung thường ngày bắt cá là không thể tránh khỏi. Bất quá cũng chỉ có kịch bản gốc, nhân thiết, có thể hoàn thành trong trường học, lượng công việc chế tác phân kính rất lớn, hơn nữa cần không khí yên tĩnh. Trong trường rõ ràng không thích hợp. Trở về lớp F5 thứ hai, trong thời gian nghỉ ngơi các học sinh đều tự tụ tập, nhưng cũng có không ít chủ động chào hỏi Giang Kỳ Tuấn. Vừa quay lại chỗ ngồi. Do Bỉ Tân ở phía sau phòng học cũng đã nghĩ ra lý do, sau khi hỏi xong tam phố, Hải lão danh muốn uống đồ uống gì, bước chân nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Giang Kỳ Tuấn. Giang Kỳ đồng học, buổi sáng tốt lành. Viên tròn kia có chút trẻ con mập gò má, vẫn là kia mạc ôn nhu tươi cười, sau khi chào hỏi xong dò hỏi. Ta chuẩn bị đi mua chút đồ, ngươi có cái gì muốn mang sao? Vậy thì cùng nhau đi, bữa sáng còn chưa ăn đâu. Giang Kỳ Tuấn bởi vì đuổi xe điện nguyên nhân, bây giờ còn không có đói bụng, thậm chí cơm trưa cơm hộp đều cần đi cửa hàng tiện lợi giải quyết. Nếu không lấp đầy dạ dày. Nói vậy coi như là công tác bắt cá, cũng tuyệt đối sẽ không có bất kỳ trạng thái nào. Do bị tân kết y ngữ khí nhẹ nhàng, chợt trả lời. Vậy chúng ta liền xuất phát đi, thời gian nghỉ ngơi còn có 10 phút, hẳn là còn kịp. Đi thôi, nếu em đi học muộn, thầy Hirakuka tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho em. Đơn giản đối phó bữa sáng mua hai cái bánh mì là hoàn toàn đủ rồi sau khi thanh toán xong giang kỳ tuấn liền trực tiếp mở bao bì ra chuẩn bị lấp đầy bụng mua nguyên liệu xong do bỉ tân kết y vẻ mặt đều có chút rối rắm cô có thể nhận ra giang kỳ tuấn hình như gặp phải chút chuyện trạng thái gần đây đều có chút kỳ quái bởi vì giang kỳ tuấn trước kia căn bản sẽ không đến muộn cũng sẽ không đột nhiên rời khỏi xã đoàn nhưng bỉ tân không thể đặt vị trí của mình cho dù muốn quan tâm giang kỳ tuấn dường như cũng không có lý do gì chứ. Trên đường trở về tòa nhà dạy học, Đoàn Tử thường dùng khóe mắt dư quan nhìn về phía Giang Kỳ Tuấn đi bên cạnh, nhẹ giọng dò hỏi. Giang Kỳ đồng học, chúng ta là bạn bè đúng không? Chỉ cần bạn học Bỉ Tân cậu muốn, có thể là bạn tốt nha. Tuy rằng không rõ ràng lắm suy nghĩ của Bỉ Tân, Giang Kỳ Tuấn vẫn nghiêm túc trả lời, có thể cùng thiếu nữ xinh đẹp sáng lập quan hệ tốt đẹp. Loại chuyện này hắn cũng không để ý huống chi đối phương còn là thiếu nữ từ tân kết y ông nhu đến tận xương tủy nếu như là loại tương mô nam liền tuyệt đối không có khả năng cái gì gọi là ta muốn nói từ khuôn mặt xinh đẹp của bỉ tân kết y nở rộ ra nụ cười ngay cả trong giọng nói chăm chọc giang kỳ tuấn cũng mang theo một chút cảm giác làm nũng đột nhiên nắm lấy cánh tay giang kỳ tuấn giọng cô dịu dàng nói giang kỳ quân nếu là bạn tốt vậy nếu gặp phải chuyện gì hẳn là có thể tâm sự với bạn bè chứ. Nói không chừng còn có thể tìm phương pháp giải quyết đây. Sự chủ động của Bỉ Tân kết y khiến Giang Kỳ Tuấn có chút bất ngờ không kịp đề phòng, nhưng nhìn nụ cười dịu dàng của cô, trong nháy mắt đã đoán được nguyên nhân. Đó là kế thừa công ty hoạt hình GBS nợ nần. Làm cho tính cách ôn nhu của đoàn tử nhận thấy được trạng thái mấy ngày này của mình có chút không thích hợp, Giang Kỳ Tuấn có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng là chuyện hợp tình hợp lý dù sao do bỉ tân kết y chính là nữ sinh ôn nhu cẩn thận như vậy bộ dáng nhìn như ngốc tự nhiên kỳ thật thường xuyên đem tâm sự ẩn sâu trình độ nào đó là vì dung nhập vào đoàn thể hiện tại phủ thêm áo khoác và dựa theo bình thường xuân vật kịch bản tiến độ giống như đoàn viên đã gia nhập bộ phận phục vụ mà cái nào đó phúc hắc nhà đầu tư dương nãi suy nghĩ của cô ấy rất rõ ràng muốn dùng kolanat bộ anime này cho mùi mùi tuyết nải tăng thêm chút áp lực muốn giúp nàng trưởng thành nhanh hơn lấy thân phận người ủy thác đi trước nhất định do bỉ tân kết y sẽ biết vậy dứt khoát trực tiếp lợi dụng cơ hội hiện tại trước tiên tiêm phòng cho cô giang kỳ tuấn nghĩ tới đây gật đầu dò hỏi do bạn học bỉ tân cậu gia nhập bộ phận phục vụ chưa từ bỉ tân kết y hiển nhiên là không theo kịp tư duy của giang kỳ tuấn nếu như là gặp phải chuyện vì sao có thể kéo đến xã đoàn bất quá nàng vẫn là trả lời. Hirakuka lão sư đã nói với ta, chính là mấy ngày nay có chút bận rộn, nếu giang kỳ quân ngươi đi bộ phụng dưỡng có chuyện. Vậy cùng đi đi, buổi chiều tôi cũng muốn đến đó báo cáo. Cảm ơn, tình huống hiện tại của tôi tương đối đặc biệt, đời sau bộ phận phục vụ tôi sẽ giải thích rõ ràng với cậu, bạn học Bỉ Tân. Nếu như là chế tác anim nhiệt huyết, Giang Kỳ Quân ngược lại không nghĩ tới giấu giếm. Vấn đề mấu chốt nhất là, trong đầu hắn tất cả đều là xúc lệ chữa khỏi hoạt hình, tự bạo thân phận chính là chờ người xem đưa dao. Này này có thể giúp được Giang Kỳ Quân, tôi cũng rất vui. Biết rõ buổi chiều là có thể nhận được đáp án, bị tân kết y cũng không hỏi, thậm chí ngay cả tâm tình của nàng cũng có chút mừng thầm. Nàng nhẹ giọng nhắc nhở. Hơn nữa, Giang Kỳ Quân ngươi có thể trực tiếp gọi ta kết y nha. ts nói đơn giản quyển sách này đổi mới tình huống, mỗi ngày giữ gốc 5 chương một vạn chữ, mở hậu cung là khẳng định, không hệ thống kỳ thật không ảnh hưởng. Sau đó chính là thêm càng quy tắc, 2.000 hoa tươi gây một càng, 200 phiếu đánh giá gây một càng, 5 tấm vé tháng một càng, lên không phong đỉnh. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu viết. Thời gian hoạt động. Ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4. Chương 10 tuyết chính là Ta là học sinh cao trung, không phải siêu. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Hàng sau gần cửa sổ. Chỗ ngồi của Giang Kỳ Tuấn, thuộc về nhân vật chính, chỉ cần không phải đặc biệt càng rỡ, chuyện bắt cá rất khó bị phát hiện. Buổi sáng trừ bỏ thời gian nghỉ ngơi giữa giờ, cơ bản toàn bộ tinh lực đều đặt vào viết kịch bản gốc. Tiến độ đã chạy tới câu 17, nhiều nhất còn cần thời gian một ngày là có thể hoàn thành, cùng với tính cách, thiết kế hình tượng chồng số chữ bảo thủ cần 5 ngày nhưng cũng không trở ngại triển khai tuyên truyền phương diện sự tình hầu hạ bộ tuyết nãi lại không giống giang kỳ tuấn có kiếp trước phong phú sinh hoạt lịch duyệt cho dù chờ phóng viên tuyên truyền chế tác ra cũng chưa chắc có thể đưa ra kế hoạch hoàn chỉnh giang kỳ quân vậy chúng ta đi xã đoàn trước đi giang kỳ tuấn giải quyết xong vấn đề cơm trưa mới vừa trở về phòng học đã được bỉ tân kết y nhắc nhở đi bộ phận phục vụ bởi vì đây là lần đầu tiên đoàn tử tham gia xã đoàn chủ nhiệm lớp Hirakuka Shiyuka rất thân thiết dẫn bọn họ đi tới tầng trệt được phân chia cho các câu lạc bộ trong đó bộ phận phục vụ cực kỳ nổi bật nguyên nhân là trống rỗng chỉ chất đóng ghế ngồi phía sau lớp học nội dung vở kịch phát triển đặc biệt tương tự như nguyên tác bình mộ tỉnh khoác áo lu màu trắng mặc âu phục màu đen trực tiếp mở cửa phòng học liền nhìn thấy trong phòng học trống rỗng vị trí gần cửa sổ đặt một cái ghế có một thiếu nữ tóc dài cũng mặc đồng phục tổng vũ cao sau khi nhẹ nhàng khép sách lại nhìn về phía bóng dáng bình mộ tỉnh cũng không cảm thấy ngoài ý muốn khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng khẽ nhíu mày giọng điệu bình thản nhắc nhở hirakuka lão sư ta hẳn là đã nói với ngươi lúc tiến vào phải gõ cửa trước cho dù tôi gõ cửa anh cũng chưa bao giờ trả lời Hirakuka Shizuka không có ý cãi nhau với cô gái về vấn đề này. Cô nhìn về phía bỉ tân kết y và Giang Kỳ Tuấn bên cạnh, giọng nói sang sảng giới thiệu. Tôi tin tưởng hai người có thể ở chung tốt. Chào bạn học dưới tuyết, tôi tới gia nhập bộ phận phục vụ, là bỉ tân kết y lớp S52, xin chỉ giáo nhiều hơn. Do bỉ tân kết y trên mặt lộ ra nụ cười sáng lạng, đặc biệt hoạt bát chào hỏi. Còn vị này thì sao, Tôi chỉ biết trong số các thành viên mới của bộ phận phục vụ, chỉ có Birama kết y mới đúng, thầy Hirasuki có thể giải thích một chút không? Tuyết Chi Tuyết đã sớm biết, bộ phận phục vụ có một nữ sinh gia nhập, dù sao đều là nữ sinh hẳn là tương đối dễ dàng ở chung. Tuy rằng đối với tất cả mọi người trong trường học đều không có hứng thú, nhưng cô vẫn từng nghe qua tên Giang Kỳ Tuấn, thành tích học tập top 5 bồi hồi. Nhân duyên trong trường học cũng rất tốt, tuyệt đối có thể xem như đứng đầu cậu ấy à, cũng là học sinh của tôi, Giang Kỳ Tuấn. Hirakuka tỉnh khoát tay áo, trên mặt lộ vẻ chờ mong tươi cười, tính cách nhảy nhót, nhưng thành thục hoàn toàn không giống Giang Kỳ Tuấn học sinh trung học. Sử dụng các ủy thác quảng cáo của CL Anim. Nói không chừng có thể cứu được tính cách xấu xa của tuyết chính, nạn nói thêm. Hắn đến phụng vụ, là có chuyện muốn nhờ ngươi giúp đỡ. Cụ thể là chuyện gì, chờ các ngươi tự mình thương nghị tuyết sau khi nghe được lời giải thích này ánh mắt cũng nhìn kỹ giang kỳ tuấn thành tích học tập ưu tú nhân duyên tốt cô không nghĩ tới có chuyện gì sẽ quấy nhiễu nam sinh này nhưng dù sao bộ phận phục vụ thành lập trên bản chất chính là trợ giúp những người khác nếu giang kỳ tuấn có nhu cầu tuyết nãy khẳng định sẽ không cự tuyệt phong cách làm việc của hiratsuki diên không khác gì tính tình cô không câu nệ tiểu tiết chỉ giải thích đơn giản rồi rời khỏi bộ phận phục vụ bạn học dưới tuyết, xin chỉ giáo nhiều hơn. Giang Kỳ Tuấn nhìn đóa hoa cao lĩnh trong trường học này, kiếp trước nói như thế nào cũng coi như là nhà xuân học, rõ ràng tính cách của tuyết nải. Xinh đẹp, trí tuệ, sự sự quyết đoán trầm ổn, tuyết rơi cơ bản có thể nói là nữ thần hoàng mỹ nhất trong mắt người chung quanh. Bỏ qua những khía cạnh méo mó của tính cách. Nếu quả thật muốn tìm khuyết điểm trên người cô, hẳn là cô cúi đầu có thể rất dễ dàng, nhìn thấy giày của mình đi do bạn bỉ tân đây là đơn xin nhập bộ điền xong tôi muốn đệ trình lên thầy tuyết nãy xem nhẹ giang kỳ tuấn chào hỏi dù sao vẫn là thành viên mới vào bộ sự tình càng thêm quan trọng chờ nhắc nhở xong đoàn tử cô mới đưa mắt nhìn giang kỳ tuấn giọng điệu lãnh đạm dò hỏi vậy bạn giang kỳ cậu có chỗ nào cần giúp không bỉ tân vốn còn đang điền đơn xin vào bộ phận cũng là chuột chuỗi ngẩng đầu trong ánh mắt tràn đầy tò mò nhìn về phía giang kỳ tuấn chuyện đại khái chính là như vậy. Ngữ khí Giang Kỳ Tuấn thoáng có chút bất đắc dĩ, lược bỏ chuyện liên quan đến gia đình, kế thừa chuyện mở rộng hoạt hình GPS, hoạt hình mới. Đơn giản giải thích cho tuyết nải, do bỉ tân kết y. Ai hắc, khó trách Giang Kỳ Quân sáng hôm qua ngươi đột nhiên rời khỏi trường học, sau đó tan học ngay cả xã đoàn đều không tham gia, liền trực tiếp rời khỏi trường. Biểu tình của bỉ tân kết y lộ vẻ khó tin, cũng không hoài nghi Giang Kỳ Tuấn đang lừa dối mình, thậm chí ngay cả lo diệt trước sau. Đều có thể hoàn toàn tự bàn bạc. Bản thân cô đã hâm mộ Giang Kỳ Tuấn, xử lý tốt quan hệ giao tiếp trong trường học, đồng thời còn có thể ổn định vị trí hàng đầu trong bảng xếp hạng. Điều không ngờ tới là, cùng là học sinh trung học, ngay cả suy nghĩ trong lòng mình cũng không dễ biểu đạt, mà bạn học Giang Kỳ Tuấn đã trở thành xã trưởng một công ty. Khó trách Giang Kỳ Quân luôn cảm thấy không yên lòng. Tuyết nải trầm mặt một lát, ánh mắt dừng ở trên người giang kỳ tuấn nếu thầy hirakuka dẫn cậu đến bộ phận phục vụ liền cơ bản xác định tính chân thật của chuyện này về phần cái gọi là tuyên truyền hẳn là muốn ở trong tổng võ cao lý hỗ trợ tuyên truyền hoạt hình mới gia tăng nhiệt độ hoặc là hoạt động trên mạng xã giao nhưng nếu có thể làm ra hoạt hình cô không tin công ty hoạt hình gbs của giang kỳ tuấn sẽ không có con đường tuyên truyền quảng bá cho nên Giang Kỳ Đồng học ngươi yêu cầu là muốn tổng võ cao học sinh hội phối hợp, trợ giúp ngươi ở trong sân trường tuyên truyền mới anim. Nhìn biểu tình rơi vào suy nghĩ của Tuyết Nải, trong lòng Giang Kỳ Tuấn lại cuốn thân cảm giác ấy nấy nào đó, lấy tay cầm lấy gáy, thoáng có chút xấu hổ. Không phải, cho dù trong trường có người yêu thích nhị thứ nguyên, cũng tuyệt đối chỉ có 5%. Cái kia, ta muốn mời Tuyết Hạ Đồng học hỗ trợ chính là có thể hay không tại Tokyo Đài Truyền Hình hoặc là thiên diệp huyện đài truyền hình lấy được tivi chiếu tư cách tuyết chi tuyết sau khi nghe giang kỳ tuấn tố cáo cụ thể khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng đều trực tiếp động lại cố gắng bình phục tâm tình thậm chí ý tưởng thương thảo nội dung chi tiết với giang kỳ tuấn cũng không có cuối cùng nàng ngữ khí phá lệ nghiêm túc nói giang kỳ đồng học theo các ngươi xem ra ta các phương diện xác thực rất ưu tú nhưng ta muốn nhấn mạnh chính là tôi là học sinh trung học không phải siêu nhân. Thanh Minh đạp thanh vui vẻ đọc sách. Bổ sung 100 tặng 500 phiếu VIP. Thời gian hoạt động: ngày 4 tháng 4 đến ngày 6 tháng 4.